Em xin chào 12 chị yêu đang xem nhá. Em xin chào chị, các chị của em đang xem. Chị yêu nào đang xem thì hãy chấm giúp em đi ạ. Em xin chào chị Linh Nam P nhá. Em xin chào các chị ạ. 10 chị yêu đang xem rồi. Không biết là các chị của em giờ này đã ăn cơm xong chưa ạ? Nếu mà các chị đã ăn cơm xong rồi, làm xong những cái việc buổi tối cần làm rồi, thì các chị yêu hãy dành ra một chút ít thời gian để thư giãn nhé. Đồng thời thì các chị mà muốn lựa chọn những mẫu quần áo rất là xinh, những mẫu đồ công sở, những mẫu váy đầm dự tiệc ạ, thì các chị hãy nhanh tay ạ vào đây lựa chọn ạ, không cần phải bước chân ra ngoài đường nhưng vẫn được lựa chọn những mẫu mình ưng ý các chị nhé. Em chào Phương Trinh ạ, em xin chào chị Lê Thư nhá. 15 chị yêu đang xem ạ, chị yêu nào đang xem thì hãy chấm bài giúp em đi ạ. Các chị hãy chấm bài giúp em đi để em có thể nhìn thấy và chào hỏi các chị nhá. Cũng mấy ngày hôm nay thì nhà em có việc nên là không live tối được ạ. Hôm nay em quay lại với các chị yêu vào buổi tối ạ. Chị yêu nào mà tranh thủ giờ buổi tối mình có thể rảnh, mình có thư giãn thì các chị hãy nhanh chóng vào đây xem nhà em live các chị yêu nhá. Em xin chào chị em xin chào chị Nguyễn Diệu ạ, em xin chào chị Thi Phúc nha, em xin chào chị Gấm Nguyễn ạ, em xin chào chị Hương Trương Thị nha. Các chị ơi, trước khi mà em bắt đầu giới thiệu sản phẩm ạ, thì em đợi lượt tương tác lên cao một chút nữa thì bắt đầu giới thiệu sản phẩm luôn ạ. Chị yêu nào mà chưa chia sẻ bài viết ạ, bài live nhà em, thì các chị yêu hãy nhanh chóng nhá, hãy nhanh chóng chia sẻ bài live cũng như là bài viết cho nhà em ạ. Khi nào mà lượt tương tác lên đủ cao thì em sẽ bắt đầu giới thiệu sản phẩm luôn nha. Để tóc này xinh quá em ơi. Em cảm ơn chị nha. Đây ạ. Các chị ơi, các chị hãy chia sẻ bài viết giúp em nha. Em đợi một lát nữa lượt tương tác lên cao thì em sẽ bắt đầu giới thiệu sản phẩm luôn ạ. Các chị ơi, có những câu hỏi thắc mắc gì về vấn đề sản phẩm của nhà em hoặc là có những phản hồi tích cực thì các chị hãy nhanh chóng comment ngay tại đầu livestream nhá. Chúng mình có thể tương tác với nhau để cho buổi live cho nó sôi nổi hơn, vui vẻ hơn. Đồng thời thì cái bài live nhà em sẽ không bị trôi nhá. Các chị hãy chấm bài giúp em đi để em có thể nhìn thấy cho hỏi các chị ạ. Em cảm ơn chị Thi Phúc đã chia sẻ nha. 24 chị yêu đang xem rồi. Không biết là em đã nên giới thiệu sản phẩm số 01 em đang mặc luôn chưa ạ các chị? Các chị của em đã thích mẫu sản phẩm 01 em đang mặc chưa? Nếu mà các chị yêu thích rồi thì em sẽ bắt đầu giới thiệu sản phẩm luôn ạ. Các chị hãy chấm giúp em đi để em có thể biết là các chị của em đã thích mẫu sản phẩm số 01 rồi để em giới thiệu các chị nha. Em xin chào chị Linh Napia này, em xin chào chị Trần Thay nhá. 25 chị đang xem rồi. Có lẽ không để các chị yêu chờ lâu thì em sẽ bắt đầu giới thiệu sản phẩm số 01 luôn ạ. Những mẫu sản phẩm đầu tiên thì luôn luôn là những cái mẫu có giá cả thì rất là phải chăng ạ. Đồng thời thì là những cái mẫu có đủ size số hoặc là nhiều size số một chút để cho các chị lựa chọn nhá. Chị yêu nào mà vừa mẫu sản phẩm số 01 các chị yêu hãy nhanh tay lựa chọn đi ạ. Vì là nhà em mẫu sản phẩm số 01 đối mẫu áo số 01 nhà em cũng có nhiều đâu các chị nhá. Chị nào mà thích mẫu áo số 01 này thì các chị hãy nhanh tay lựa chọn luôn ạ. Hiện tại ạ, mẫu áo số 01 của em chỉ còn 2 chiếc duy nhất thôi ạ. Chị yêu nào vừa thì các chị hãy nhanh tay comment cho em báo giá cũng như là báo size nhá. Em xin chào chị Thi Phúc ạ, em xin chào chị Phương Phạm ạ. Đây ạ, mẫu áo số 01 là một mẫu áo chất liệu von nha các chị yêu nhá. Mẫu này là mẫu von cát ạ. Hiện tại mẫu áo số 01 nhà em có nền màu vàng ạ. Họa tiết là họa tiết hoa nhí nhá. Bản phối hoa nhí rất là xinh, sơ mi cổ Đức ạ. Dáng áo tay lơ gập gấu. Hiện tại mẫu áo số 01 nhà em có giá rất là rẻ, chỉ có giá là 450.000 và hôm nay yêu các chị yêu giảm giá tới 30% đối với mẫu sản phẩm số 01 ạ. Chỉ còn là 315.000 đối với mẫu sản phẩm số 01 thôi nhá. 315.000 mẫu sản phẩm số 01 ạ. Chị yêu nào mà lấy mẫu số 01 thì nhà em còn một chiếc size M ạ. Một chiếc size M và một chiếc size L nhá. Áo 01 ạ. 1M 1L giá là 315.000 ạ. Chất vải thì rất là mát rồi. Chị yêu nào mà đã sử dụng qua những cái mẫu sản phẩm mà có chất vải von ạ. Những cái chất vải von là những cái vải chất vải rất là mát mẻ, thấm hút mồ hôi này. Đối với những mẫu áo màu sắc rất là sáng như này thì dành cho những chị yêu nào mà có nước da hơi tối một chút ạ. Còn chị yêu nào da trắng thì mặc mẫu nào cũng rất là ok nhá. Em xin chào chị Lạnh Trần này, xin chào chị Phạm Thị Tú nhá. Không biết là các chị của em ạ, các chị của em có thích mẫu áo số 01 này không ạ? Đây nhá, cực kỳ xinh luôn, em sẽ quay sau các chị cho xem này. Phía sau đấy nhá. Đây, hiện tại em đang sơ vin này. Có đủ tem mác và size số
luôn chị yêu nào mà nay có áo ren chưa em? Chị ơi, nhà em có áo ren rồi nhá. Nhà em có áo ren tay dài ạ, tay lỡ, tay ngắn ạ. Chị ơi, chị nhà em áo ren thì hiện tại hết rồi nhá chị nhá. 3 hôm nữa áo ren em sẽ về ạ. Chị yêu nào mà đặt áo ren thì các chị đợi nhá. Đợi nhà em một mấy hôm nữa rồi sẽ về ạ. Em xin chào chị Đinh Oanh nhá. Xin chào 29 chị yêu đang xem ạ. Chị yêu nào đang xem mẫu sản phẩm số 01 mà ưng ý thì các chị hãy nhanh tay đặt hàng nhá. Đối với mẫu sản phẩm số 01 ạ, giá là 315.000 nhá. 315.000 1M ạ, 1L ạ. Giá 315.000 rất là xinh. Thiết kế áo là thiết cả kế sơ mi cổ Đức ạ. Sơ mi cổ Đức 7 cúc nhá, rất là dày dặn luôn. Nên là những chị nào mà có phần vòng 1 nó hơi to một chút thì các chị mặc rất là yên tâm nhá. Sẽ không bao giờ bị bay ngực hoặc là bị bay ngực ra đâu ạ. Em xin chào chị Đặng Hải Yến, em xin chào các chị nha. Chân váy giá thế nào em? Chị Lê Hải Yến, chị yêu ơi, đây em sẽ giới thiệu luôn mẫu chân váy nhá. Mẫu chân váy này chị yêu nào ưng thì các chị hãy chốt giúp em nhá. Mẫu chân váy có giá là 315.000 ạ. Chân váy này giảm giá từ 450.000 xuống chỉ còn 315.000 đối với mẫu chân váy số 01 ạ. Hiện tại mẫu chân váy này nhà em còn đủ size các chị nhá. Chân váy 01 em còn SML ạ, rất là xinh luôn. Mẫu chân váy 01 em còn đủ size ạ. Chị yêu nào mà lấy mẫu chân váy số 01 này thì các chị yêu hãy nhanh tay lựa chọn nhá. Với kiểu dáng là kiểu dáng chân váy bút chì ạ. Chân váy bút chì ạ, dáng này là dáng đến gối nhá. Chị yêu nào mà có chiều cao dưới 1m65 thì nó sẽ qua gối hoặc là thấp ngắn hơn giá hơn một chút các chị yêu nhá. Mẫu chân váy bút chì ạ, có bản cạp là bản cạp 3 phân đây ạ. Không biết là các chị của em có nhìn thấy rõ không ạ? Bản cạp 3 vân ạ, thiết kế xẻ trước nhá. Mẫu này là mẫu thiết kế xẻ trước ạ. Ở phía trước có thêu hoa này, thêu hoa những cái bông hoa màu vàng này. Em đang kết hợp cùng với một chiếc áo màu vàng, em đã lựa chọn ngay mẫu chân váy này ạ. Chị yêu nào mà không biết kết hợp như thế nào cho vừa ý ạ thì các chị có thể zin ngay một set 01 về nhá. Cả set đang được giảm 30% đấy ạ. Áo từ 450.000 xuống chỉ còn 315.000 thôi ạ. Chân váy có giá là 450.000 cũng giảm giá chỉ còn 315.000. Cả set số 01 nhà em chỉ có giá là 630.000. Chị yêu nào mà lựa chọn thì mình sẽ có một set size M và một set size L các chị yêu nhá. Áo nhà em chỉ còn 1M ạ. 1M 1L giá 315.000 ạ. Rất là xinh luôn các chị nhá. Đây ạ. Đây là dáng áo tay lỡ gấp gấu nhá. Thiết kế sơ mi cổ Đức này. Áo có màu khác không chị ơi? Nhà em có rất là nhiều màu áo sơ mi cổ Đức ạ. Nên là nếu mà chị yêu vừa màu nào cũng nhận ưng ý màu nào thì các chị có thể lựa chọn ngay nhá. Mẫu này là mẫu 01 ạ. Không biết là trong 34 chị yêu của em đang xem, không biết là có chị nào ưng mẫu sản phẩm số 01 thì các chị hãy đặt hàng mở hàng giúp em nhá. Rất là xinh luôn. Chị nhận được áo rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chị Nguyễn Thương Hiền nha. Chị yêu đã nhận được áo có ưng ý không ạ? Nếu mà chị ưng ý đối với mẫu sản phẩm nhà em thì khi nào mà nhà em có những mẫu sản phẩm mà chị yêu có thể có nhu cầu lựa chọn thì chị có thể đặt hàng cũng như là giới thiệu bạn bè của mình đến các chị yêu nhá. Chị nào mà đã nhận được hàng của nhà em rồi thì em nghĩ là hầu hết thì các chị đều rất là ưng ý đối với sản phẩm đúng không ạ? Tại vì là nhà em trước khi mà nhà em gửi hàng cho các chị thì nhà em có gọi điện để chốt đơn cho các chị ạ. Đồng thời thì có đóng dấu kiểm tra hàng trước thanh toán cho các chị ạ. Nên là chị nào mà lo lắng về vấn đề chất lượng sản phẩm cũng như là size số thì các chị yên tâm nhá. Về size số nếu mà các chị yêu không vừa thì các chị có thể gửi ngược lại nhá. Gửi ngược lại cho nhà em thì nhà em sẽ đổi lại cho các chị ạ. Còn bộ lanh không em? Chị Mai Vàng ơi, nhà em còn bộ lanh nhá, rất là nhiều bộ lanh luôn ạ. Em xin chào chị Nguyễn Hằng nhá. Em xin chào chị Hằng Nguyễn ạ. Chị yêu nào mới vào xem thì hãy chia sẻ bài viết giúp em nhá. Hãy chia sẻ bài viết giúp em ạ. Các chị mà ưng mẫu sản phẩm số 01 thì các chị hãy đặt hàng giúp em theo cú pháp. Đó là mẫu sản phẩm số 01 ạ. Kèm theo xuyến thải và kèm theo size nhá. Hiện tại mẫu sản phẩm 01 em đang mặc đối với áo ạ. Em chỉ còn 1M, 1L ạ. Giá là 315.000 nhá. Chị Tớ Hải Yến, áo này bao nhiêu tiền đấy? Chị ơi, áo này em có giá là 315.000 nhá. Hiện tại mẫu này em chỉ còn 2 chiếc ạ, 1M, 1L ạ. Giá là 315.000, chất vải von cát rất là mát luôn. Chị yêu nào mà thích lựa chọn mẫu áo này thì các chị nên lựa chọn những mẫu chân váy tối màu một chút thì sẽ dễ phối hợp hơn các chị yêu nhá. Mẫu áo này em còn 1M, 1L, giá là 315.000. Chị yêu nào mà lựa chọn mẫu áo số 01 các chị yêu hãy nhanh tay đặt hàng giúp em theo cú pháp. Đó là mẫu sản phẩm số 01 ạ. Kèm số điện thoại và kèm theo size nhá.
Em xin chào chị Đặng Mến nha, chị Bích Điều, áo màu khác thì ok chị nhá. Đợi em một chút ạ, em sẽ giới thiệu qua lại một lần nữa đối với mẫu sản phẩm số 01 em qua mẫu nha. Em xin chào chị Hằng Nguyễn ạ. Đối với mẫu sản phẩm số 01 ạ, em sẽ báo giá lại cũng như là báo size lại một lần nữa rồi em qua mẫu các chị yêu nhá. Đối với mẫu áo số 01 em còn 1M, 1L ạ. Giá là 315.000 nhá. Chị Tớ Hải Yến ơi, chị 58kg ạ. Để lại giúp em chiều cao nhá. Để lại giúp em chiều cao với ạ. Chị thích quần của GDA size S nhưng mà bụng vẫn rộng. Chị ơi, nếu mà size S mà vẫn rộng thì chị chiết eo lại giúp em một chút nhá. Tại vì là hầu như mẫu quần nhà em thì size S là size nhỏ nhất rồi chị yêu nhá. Chị Tớ Hải Yến 58kg để lại giúp em chiều cao để em tư vấn nhá. Mua áo số 01 đây ạ. Còn 1M, 1L ạ. Chị yêu nào mà vừa thì các chị yêu hãy nhanh tay lựa chọn nhá. Không có size S à em. Chị ơi, nhà em có size S mà, nhưng mà đối với mẫu quần thì nhà em không có XS chị nhá. Nhà em có size S ạ. Đây ạ. Còn mẫu chân váy em đang mặc là mẫu chân váy dáng Gucci ạ. Hiện tại mẫu chân váy này em còn đủ size ạ. SML ạ, giá là 315.000 dáng chân váy Gucci nhá. Dáng chân váy Gucci có thiết kế xẻ trước và có thêu hoa ạ. Những cái bông này là những bông hoa thêu, chị yêu nào mà lo lắng về vấn đề là khi mà mình giặt qua nhiều thì nó sẽ bị sờn vải hoặc là bị mất những họa tiết hoa thì các chị yên tâm nhá. Những mẫu hoa này là những mẫu hoa thêu tay ạ. Chị cao 1m58 và nặng 58kg, béo bụng. Anh vừa được size lớn rồi. 1m58 và nặng 58kg. Chị Tớ Hải Yến ơi, vừa chị yêu nhá. Mẫu này có phần bụng cũng khá là rộng ấy ạ. Chị Tớ Hải Yến ơi, chị ở vừa chị yêu nhá. Em mặc áo chấm bi cổ Đức đi. Ok chị nhá. Bây giờ em sẽ chuyển mẫu luôn ạ. Chị yêu nào mà lấy mẫu áo số 01 các chị yêu hãy nhanh tay đặt hàng nhá. Chị Tớ Hải Yến ơi, chị vừa size L nhá. Tại vì mẫu này em chỉ còn một chiếc size L thôi ạ. 1M, 1L ạ. Giá là 315.000 nhá. Bỏ áo ra xem nào chị Bích Điều. Ok chị các chị nhá. Trước khi mà em thay mẫu thì cũng rất là may có chị comment hỏi bỏ áo để bỏ áo luôn ạ. Em xin chào chị Phạm Thị Dung nhá. Áo em đang mặc không có size S à. Chị ơi, mẫu em đang mặc không có size S ạ. À. Áo bao nhiêu tiền chị Linh Linh ạ? À? Chị Linh Linh ơi, áo của em có giá là 315.000 chị nhá. Áo của em có giá là 315.000 này, 1M, 1L ạ. À. Rất là xinh luôn. Em xin chào chị Trang Tuyết nha. Em xin chào chị Nguyễn Thị Chiên ạ. À. Đây ạ. À. Dáng áo bỏ ra nhá, chiều dài cũng rất là vừa phải luôn. Không phải là quá dài mà không phải là quá ngắn nhá. Các chị có thể bỏ vuông là sơ mi nhá. Đây là phía sau đây ạ, à. Phía sau đến ngang mông đấy nhá. Cực kỳ xinh luôn, có chiếc đi hai bên này. Đây ạ. Chị yêu nào mới vào sau thì hãy lưu ý giúp em nhá. Em xin chào chị Lê Tuyết ạ. Áo của em có giá là 315.000 ạ. 1M ạ, 1L ạ. Rất là xinh luôn, còn chân váy em còn đủ size ạ. SML giá là 315.000. Chị yêu nào mà lựa chọn mẫu áo số 01 cũng là mẫu chân váy số 01, các chị yêu hãy nhanh tay comment cho em theo cú pháp. Đó là mẫu số 01 ạ. Áo cũng như là chân váy ạ, kèm số điện thoại và kèm theo size nhá. Em xin chào chị Mai Vi ạ. Nếu mà không có chị yêu nào chốt cũng như là các chị mà vào sau mà ưng ý các chị có thể chốt ngay tại đây ạ. Bạn nhân viên nhà em sẽ vào like và cũng như là giới thiệu mẫu sản phẩm. Các chị mà có thắc mắc gì về mẫu sản phẩm số 01 thì các chị yêu hãy nhanh chóng comment nhé. Còn bây giờ em sẽ xin đi thay mẫu để cho các chị thật là nhiều lựa chọn nha. Em xin chào 45 chị yêu đang xem livestream nhà em nhé. Nếu như chị nào còn câu hỏi về mẫu sản phẩm số 01 vừa nãy thì có thể để lại comment giúp em nhé, để bọn em có thể tư vấn cũng như là đặt hàng giúp các chị nhé. Chị Bích Điều cao 1m6, nặng 58kg vừa không? Anh ơi. Nhưng còn 1L thôi đúng không? Cô chị đặt rồi. Chị Bích Điều ơi, chị vừa size L nhá. Nếu như mà chị ưng ý với mẫu sản phẩm số 01 vừa nãy của nhà em thì chị hãy để lại số điện thoại này. Để lại size kèm số điện thoại nhá, để bên em có thể gọi điện cho chị và tư vấn giúp chị nhá. Trên này áo đẹp không? Em xin chào chị Lam Trần nhá. Chị yêu nào đang xem livestream nhà em này, để được lượng tương tác tăng lên cao thì các chị có thể chia sẻ trên trang cá nhân này giúp em nhá, để mọi người có thể cùng mua áo giúp mình nhá. Ái Hứa cho chị cả set số 1 size L nhé. Ok chị Ái Hứa nhá, em chốt cho chị cả set số 1 size L nhá. Và còn 01 còn size những size gì đấy? Và áo số 01 của bọn em thì chỉ còn duy nhất một chiếc size M thôi ạ. Chị nào ưng mẫu số 01 vừa nãy của nhà em thì nhanh tay để lại số điện thoại giúp em nhá. Và em xin giới thiệu mẫu sản phẩm số 02 của em ạ.
Mẫu sản phẩm số 02 của em là cũng là một chiếc áo sơ mi cổ Đức ạ. Ở bên trên tay là ở tay này là lỡ tay. 53 nhưng mà hết lò thôi. Chị Sóng Biển ơi nhá, chị cao 1m50 để nặng 530 kg, mặc chắc chị phải mặc size L rồi chị ạ. Nhưng nhà em còn có duy nhất một chiếc size L thôi ạ. Kéo chậm thấy. Chị Lê Anh Chi ơi, số mã số 01 nhà em mẫu sản phẩm đó thì còn một chiếc size M nhá. Nếu mà chị ưng ý với mẫu sản phẩm đấy thì chị có thể để lại cân nặng chiều cao này để bên em có thể tư vấn cho chị nhá. Và em xin tiếp tục giới thiệu mẫu sản phẩm số 02 của em nhé. Chiếc áo mẫu số 02 của em là chiếc áo màu len đen ạ. Và họa tiết là hoa nhí nhá. Như họa tiết hoa nhí trắng xám đấy ạ. Nhìn rất là nổi bật luôn chị nhá. Chị Hà Sen ơi, chị hỏi mà không váy của em đúng không ạ? Chân váy của em 450 chị nhá. Đâu còn này còn một chiếc nữa. Và mã số chiếc chân váy mã số 02 của em thì còn một chiếc duy nhất thôi chị ạ. Cho mình xem. Kẻo không biết 01 là cái gì. Lê Anh Chi. Chị ơi, mẫu số 01 nhà em là cũng một chiếc áo sơ mi cổ Đức giống như em nhá. Và chị bạn ấy kết hợp với một chiếc chân váy. Có ai chút lời á? Có một chiếc lời. Cả set không? Đây chị nhá, chị Lê Anh Chi nhá. Cứ báo không một đủ. Một lời đó. Cứ báo đủ á? Một lời. Chị Lê Anh Chi nhá. Đây số 1, mẫu số 01 nhà em nhá. Chiếc áo sơ mi cổ Đức ở 1M 1L. Nếu chị Lê Anh Chi mà ưng mẫu số 01 ở nhà em thì chị để lại số điện size kèm số điện thoại nhá, để bên em có thể gọi điện và tư vấn giúp chị nhá. Còn đây là chiếc chân váy mã số 01 đấy ạ. Một chiếc chân váy bút chì với họa tiết là hoa vàng, thêu hoa vàng ở chân váy đấy ạ. Nhìn rất là nổi bật luôn các chị nhá. Nếu như mà không còn chị nào có câu hỏi về mã số 01 này thì em xin tiếp tục giới thiệu mã số 02 của em nhá. Mã số 02 của em là em chiếc kết hợp bên trên là một chiếc áo sơ mi cổ Đức nhá. Chiếc áo sơ mi cổ Đức này em kết hợp với một chiếc chân váy bút chì. Và chiếc chân váy của em thì chỉ có một chiếc duy nhất size M thôi ạ. Và ở trên chiếc chân váy bút chì này thì ở giữa có đai các chị nhá, nhìn rất là xinh luôn. Một chiếc chân váy bút chì size M. Nếu như chị nào ưng mẫu số sản phẩm 02 của em thì để lại cú pháp, thêm cú pháp là 02 kèm size và kèm số điện thoại giúp em nhé. Và chiếc áo mà em đang mặc thì chỉ còn duy nhất một chiếc size M thôi ạ. Nếu chị nào ưng mẫu này của em thì nhanh tay để lại số điện thoại giúp em nhé. Có màu đỏ không em? Chị Phương Thị Lan ơi, chị hỏi màu đỏ là áo hay là chân váy hả chị? Chị đặt sơ mi dài tay màu đỏ ngày 16 mà chưa nhận được. Chị đặt mẫu ri và đầm sao mà đã nhận được rồi, em kiểm tra lại xem đã gửi chưa. Anh ơi, chị Lê Tuyết. Áo sơ mi dài tay. Sao gì màu đỏ, ngày 16 ạ. Nhưng mà sao gì? Không, chị không ghi sai gì mà. Chị Lê Tuyết ơi, chị đợi bên em kiểm tra giúp chị nhá. Các chị yêu đang xem livestream nhà em thì hãy để lại những câu hỏi để bên em có thể tư vấn giúp chị nhá. Chị ơi, áo giá nhà em nguyên giá là 450 nhá, và nhà em đang sale còn 315 thôi ạ. Chỉ còn 315 một chiếc áo sơ mi cổ Đức chất liệu von cát mặc rất là thích luôn đấy ạ. Và chỉ còn duy nhất một chiếc size M màu này thôi ạ. Chị nào ưng thì hãy để lại giúp em nhá, để lại số điện thoại và size giúp em nhá. Chị Hoa Sen này, chân váy 450 à em? Dạ vâng ạ. Chị Hà Sen ơi, chân váy nhà em mã số 02 là 450.000 chị nhá. Còn duy nhất một chiếc thôi ạ, duy nhất một chiếc size M thôi ạ. Nếu mà chị ưng thì chị để lại luôn số điện thoại giúp em nhá, để bên em có thể gọi điện và tư vấn giúp chị nhá. Chị Phương Thị Lan, áo màu đỏ hoa nhí. Chị Phương Thị Lan ơi nhá, chị có thể tham khảo các mẫu áo sơ mi cổ Đức nhà em, còn rất là nhiều mẫu nữa. Mà chị nào thích này mà muốn xem nhiều mẫu sản phẩm nhà em hơn thì có thể
chị có thể chia sẻ trên trang cá nhân này và cũng như là đặt nhiều câu hỏi để bọn em có thể thay đổi mẫu với các chị nhé. Chân váy không sale à? Dạ chị ơi, chân váy nhà em là nguyên giá chị nhá. Nếu mà chị Hà Sen ưng mẫu chân váy của nhà em này, chiếc chân váy 002 của em này, thì chị để lại số điện thoại nhá và zing luôn cho mình một chiếc chân váy chị nhá. Em có thể đứng xa cho các chị nhìn rõ nhá, chiếc chân váy rất là xinh luôn đấy ạ. Chiếc chân váy Gucci ở giữa là có đai luôn đấy ạ. Áo này quá đẹp, mình mặc rồi ai cũng khen đẹp. Tiếc là hôm trước mình mua không được giảm giá đó shop. Dạ vâng, chị Ái hứa nhá, chị cứ yên tâm, chị cứ đặt hàng bên em nhiều thì sẽ được nhiều ưu đãi hơn nữa nhá. Áo đang mặc bao nhiêu em? Chị Lam Khánh ơi, áo em đang mặc giá nguyên gốc là 450.000 nhá. Và bên em sale còn 315.000 nhá. Nếu mà chị Lam Khánh mà ưng chiếc áo này của em thì để lại số điện thoại giúp em luôn nhá. Em chỉ còn duy nhất một chiếc size M áo số 02 này thôi ạ. Có áo trắng nữa không sốc? Chị Bùi Thúy An ơi, nhà em có rất nhiều mẫu sản phẩm áo trắng nhá. Nếu mà chị thích thì chị có thể tí nữa nhà em có thể giới thiệu cho chị nhiều mẫu áo trắng nhá. Ưng nhưng nhiều tiền. Chị ơi, tiền nào của đấy chị ạ. Áo đẹp thì đương nhiên là chất lượng nó sẽ phải khác và giá cả nó sẽ phải khác rồi chị nhá. Nếu chị Hạt Sen mà ưng áo và chân váy nhà em thì chị để lại số điện thoại luôn giúp em nhá. Chiếc chân váy rất xinh luôn đấy ạ, chỉ còn duy nhất một chiếc thôi ạ, không còn chiếc thứ hai đâu ạ. Do là bụng em hơi nhỏ nên là em mặc chiếc size M là em vẫn phải kẹp đấy ạ. Còn chị yêu là ưng mẫu số 02 của em không ạ? Chị yêu nào muốn đặt sản phẩm mã số 02 này của em? CXL không em? Chị Vân Thùy ơi, chị hỏi áo hay là hỏi chân váy ạ? Áo và chân váy của em hai cái đều là, hai sản phẩm này đều là còn size M chị nhá. Áo của em thì có 1M và 1L chứ không có XL chị Thùy Vân Thùy nhá. 53kg vừa không em? Chị Phương Thị Lan ơi, chị 53kg, chị cao mét bao nhiêu ạ? Lãng và quên nhá, chân váy của em là 450.000 chị nhá. Nam Khánh, chị Nam Khánh đặt cái gì nhỉ? Áo. Chị Nam Khánh ơi, chị đặt áo là chị đặt áo một size M hay size L đây ạ? Nhà em còn hai chiếc nhá, một chiếc M, một chiếc L. Chị Nam Khánh để lại số điện thoại rồi và để cho em xem size nhá. Chị Vân Thùy ơi, áo em đang mặc còn một chiếc size M và một chiếc size L chị nhá. Không có XL đâu ạ. Nếu mà chị mặc XL thì tí nữa em có thể giới thiệu thêm nhiều mẫu sản phẩm có size XL giúp chị nhá. Chị Lam Khánh ơi, chị để lại size giúp em với ạ. Chị chọn size M hay size L để bên em có thể chốt hàng cho chị với ạ. Chị Nguyễn Hồng Nhung nhá, chân váy số 02 của em có giá là 450.000 ạ. Một chiếc chân váy bút chì, còn duy nhất một chiếc size M thôi ạ. Hạt Sen hôm qua nhận được áo rồi, mặc đẹp lắm. Em cảm ơn chị Hạt Sen nhá. Chị Phương Thị Lan cao 1m53, nặng 53kg thì mặc. Chị Phương Thị Lan. Chị Phương Thị Lan ơi nhá, chị mặc size M giúp em nhá. Nếu mà chị ưng mẫu sản phẩm này thì chị để lại số điện thoại kèm size giúp em nhá, để bên em, nhân viên bên em có thể gọi điện và tư vấn giúp chị nhá. Em có thể đứng xem một lần nữa cho các chị xem nhá. Có miễn ship không Tào Hạnh? Không có ship không. Hả? Chị hỏi có miễn không? Chị Đào Hạnh ơi, nhà em không miễn ship nhá. Không. Bởi vì là hàng này là hàng ưu đãi rồi đấy ạ. Cực kỳ giá, cực kỳ ưu đãi luôn đấy ạ. Nên là nhà em không thể miễn ship cho các chị được nhá. Bán như cho luôn đấy ạ. Dạ. Chân váy là M ấy, còn duy nhất một chiếc size M. Chiếc chân váy của em còn duy nhất một chiếc size M thôi ạ. Nếu chị nào mà ưng chiếc chân váy này của em thì để lại số điện thoại giúp em để bên em có thể tư vấn giúp các chị nhá. Còn duy nhất một chiếc thôi ạ. Còn áo mà em đang mặc thì còn một chiếc size M và một chiếc size L. Mặc lên rất là thoải mái luôn đấy ạ. Chị nào nhanh tay thì để lại số điện thoại kèm size giúp em nhá.
chị Nam Khánh hỏi nhưng mà hỏi lấy áo nhưng mà không nói rõ là size gì. Đó. Vâng, chị Nam Khánh thì lại số điện thoại rồi. Chị Phương Thị Lan ơi nhá, chị mặc size M giúp em nhá. Mà chị mặc size M, nhà em còn một duy nhất một chiếc size M và một chiếc size L thôi. Nếu mà chị muốn đặt chiếc áo mã số 02 này của em thì để lại số điện thoại giúp em nhá. Chị mặc S. Chị ơi, bên trên người bên trên của em cũng rất gầy này, em vẫn mặc size M rất là thoải mái và đẹp luôn đấy chị ạ, không sợ rộng đâu chị ạ. Không vừa rồi. Chị Nam Khánh ơi, chị mặc vừa nhá, chị cứ yên tâm đi, chị phải mặc size M đấy chị ạ. Chị cao 1m. Chị Nam Khánh ơi. Chị Nam Khánh không để lại. Một M, vâng. Em làm cái em mặc là M, một M một L. Vâng, chiếc áo số 02 của em chỉ còn duy nhất một chiếc size M và một chiếc size L thôi ạ. Chị nào mà vừa lấy để lại số điện thoại rồi thì có thể để lại size giúp em nhá. Còn chị nào mà ưng chiếc áo này thì để lại cho em cả size và số điện thoại giúp em nhá, để bên em có thể gọi điện và tư vấn cho các chị nhá. Chị Phương thì là em buông xem nào. Đây nhá, chị em buông cho chị xem luôn đấy nhá. Chiếc áo rất là xinh luôn nhá. Đây ạ. Chị Phương Thị Lan nhá, chị cứ yên tâm là mặc chiếc áo này lên cực kỳ xinh này. Cổ tay này rất là năng động luôn đó chị ạ. Cổ em đứng gần cho các chị xem nhá, cổ tay là sắn gấu này. Rất là đẹp luôn. Nếu chị Phương Thị Lan mà ưng chiếc áo này thì để lại luôn cho em nhá, để lại luôn cú pháp là mã số 02 kèm size kèm số điện thoại giúp em nhá. Các chị ơi nhanh tay lên nhá, chỉ còn hai chiếc áo duy nhất thôi ạ, một chiếc size M và một chiếc size L. Chân váy nhà em thì chỉ còn duy nhất một chiếc size M thôi ạ. Chân váy nhà em thì có giá 450.000 nha chị nhá. Còn chiếc áo này là giá gốc là 450.000 và bên em đang sale còn có 315.000 thôi ạ. Chỉ 315.000 thì các chị có ngay một chiếc áo vô cùng là xinh xắn luôn. Đấy, chiếc áo rất là xinh luôn đấy ạ. Nếu như mà không còn chị nào có câu hỏi gì về mã sản phẩm số 02 của em thì em xin phép đi được thay mẫu khác chị nhá. Còn chị nào mà muốn có câu hỏi gì thì các chị cứ comment lên, bên em sẽ giải đáp các thắc mắc của các chị nhá. Em xin chào các chị nha. Chị Phương Thị Lan ơi, cái mẫu áo số 02 ạ, bạn mẫu vừa mặc ấy ạ, rất là xinh luôn. Hiện tại mẫu đó thì có cái chiều dài ấy, buông ra rất là vừa phải cái chiều nhá, không phải quá dài cũng không phải quá ngắn ạ, nên là chị yêu nào mà lấy thì các chị cứ yên tâm nhá. Có được xem hàng trước thanh toán không chị ơi? Có được xem hàng trước thanh toán nhá. Chị Phương Thị Lan nhá, nhà em có đóng dấu cho kiểm tra hàng ạ, trước khi thanh toán, đồng thời cho các chị yêu đổi size nếu mà không vừa nhá. Nhưng mà tránh mất thời gian của hai bên thì các chị hãy comment giúp em chính xác chiều cao cân nặng để em có thể tư vấn size số phù hợp nhá. Chị Phương Thị Lan nhá, yên tâm mà, nhà em có đóng dấu kiểm tra hàng thanh toán này cho đổi size đấy, là các chị yêu mua hàng bên em thì cứ yên tâm nhá. Không bao giờ nhà em bán hàng mà chất lượng không tốt ạ. Bán hàng là phải cho các chị yêu mặc được ạ, đồng thời thì chất lượng cũng phải rất là tốt đúng không chị, để cho các chị yêu có thể quay lại lựa chọn lại những sản phẩm của nhà em nhá. 53 chị yêu đang xem ạ, các chị hãy chia sẻ bài viết giúp em ạ, hãy chia sẻ bài viết ở trên trang cá nhân ạ, cũng như là trên nhóm có nhiều lượt tương tác để cho mọi người có thể vào xem nhá. Nếu mà chị yêu nào mà mới vào xem thì các chị hãy chia sẻ giúp em. Còn bây giờ em sẽ giới thiệu luôn mẫu sản phẩm số 03 nhá. Mẫu sản phẩm số 03 này rất là xinh, chị yêu nào mà ưng thì các chị hãy nhanh tay lựa chọn giúp em nhá. Áo đẹp thế bao nhiêu em? Chị ơi, mẫu áo này rất là xinh luôn, có mờ không? Chị ơi, áo này rất là vui nhá, mẫu áo này có mờ cho các chị này. Mẫu em đang mặc em còn 4M 1L ạ, chị Nhung Lê nhá. Mẫu áo số này là mẫu áo số 03 của em còn 4M 1L ạ. Giá là 315.000 các chị nhá. Hiện tại mẫu áo số 03 nhà em đang được nằm trong chương trình ưu đãi này, cực kỳ xinh luôn, với họa tiết là họa tiết nền màu đen ạ, chất vải chéo thái và chấm mi trắng đen, chấm mi trắng nhá. Chấm mi trắng nhỏ này, rất là xinh luôn này. Em xin chào chị Phan Kiều nha. Đây này, các chị có thấy không ạ? Đây là chất vải chéo thái, nên là các chị có thể nhìn ở lớp bên trong này.
Nhìn thấy từng chéo nhá, rất là xinh luôn này. Chị Phan Kiều em có à, chị Nhung Lê em có M nhá. Em có 4M 1L ạ. Giá là 315.000 ạ. Chị yêu nào mà thích mẫu sản phẩm số 03 thì các chị hãy nhanh tay lựa chọn nhá. Chị yêu nào mà vừa size L thì hãy nhanh tay lựa chọn đi vì số lượng không có nhiều đâu ạ. Em xin chào chị Lánh Trần nhá. Các chị yêu của em không biết là giờ này làm gì mà vào xem muộn thế ạ? Các chị mới vào xem thì chia sẻ giúp em nhé. Mẫu sản phẩm số 03 hiện tại đối với mẫu áo này em còn 4M 1L ạ. Giá là 315.000 với họa tiết là họa tiết chấm bi nhá. Những cái mẫu chấm bi thì không bao giờ sợ bị lỗi mốt ạ. Nên là chị yêu nào mà nên có thích những mẫu sản phẩm chấm bi thì các chị yên tâm nhá, không bao giờ bị lỗi mốt đâu. Mặc mùa này sang mùa khác đều rất là ok này. Chất vải nhà em thì rất là tốt rồi. Chị yêu nào mà đã lựa chọn mẫu sản phẩm này thì các chị biết nhá. Chất vải thì luôn luôn là rất là bền này, không bao giờ bị bay, bị xùa là bị phai màu nữa các chị nhá. Chị cao 1m62 nặng 53 cân mặc size gì? Chị ơi, chị cao 1m62 nặng 53 cân, chị mặc size M giúp em nhé, chị Đỗ Thọ nhá. Chị mặc M giúp em ạ. Hiện tại mẫu áo số 03 em có M cho các chị này. Quá đẹp, em cảm ơn chị Len Nguyễn nhá. Rất là xinh luôn. Cho chị cái M nhé. Ok chị Nhung Lê nhá. Các chị mà lấy mẫu sản phẩm nào thì các chị hãy comment giúp em theo cú pháp. Đó là mẫu sản phẩm ạ. Kèm số thoại và kèm số size nhá. Dạ. Chị Nhung Lê để lại giúp em số điện thoại nhá. Chị Nhung Lê để lại giúp em số điện thoại ạ. Nhà em luôn luôn cần có số điện thoại của các chị để gọi điện chốt đơn ạ. Cũng như là tư vấn size số và building cũng cần phải có số điện thoại của các chị để có thể gửi hàng tận nơi cho các chị nhá. Chị yêu nào ạ? Các chị của em ạ, chị yêu nào mà lấy mẫu sản phẩm nào thì các chị yêu hãy nhanh tay comment giúp em theo cú pháp đó là mẫu sản phẩm kèm số điện thoại và kèm số size nhá. Có miễn ship không ạ? Chị ơi, phí ship ạ. Phí ship toàn quốc là 30.000 trên một đơn hàng với những mẫu sản phẩm giảm giá tới 30% nhá. Chị yêu nào mà muốn mua những mẫu sản phẩm được miễn ship thì các chị yêu nên lựa chọn những mẫu sản phẩm nguyên giá nhá. Khi nào mà nhà em bán với mẫu sản phẩm nguyên giá là giá trên tăng mát đấy ạ thì sẽ miễn ship cho các chị nhá. Em ơi mặc áo bếp lum màu đen hoa vàng đi. Ok chị nhá. Ok chị ạ. Màu bếp lum này là màu bếp lum chưa giảm giá nhá. Một lát nữa thì em sẽ mặc lại bếp lum cho chị yêu nào xem này. Các chị mà ưng những mẫu bếp lum thì các chị hãy lựa chọn giúp em ạ. Đối với những mẫu bếp lum thì nhà em bếp lum giảm giá thì nhà em không còn nhiều, chỉ còn một vài chiếc thôi. Còn mẫu bếp lum mới thì nhà em có rất là nhiều luôn. Chị yêu nào mà ưng thì các chị cứ nhanh tay lựa chọn nha. Chị Nhung Lê áo 03 size M số điện thoại. Ok chị Nhung Lê nhá. Các chị yêu đặt hàng thì hãy nhanh tay để lại giúp em số điện thoại nhá. Để em có thể chốt đơn cho chị ngay tại livestream ngày hôm nay nhá. Mẫu sản phẩm số 03 này hiện tại em vẫn còn size M và size L ạ. Giá là 315.000 ạ. Ở phần thân áo là chất vải chéo thái nhá. Sơ mi cổ Đức đây ạ. Cực kỳ xinh luôn với hàng cúc 7 cúc này. Em đang mặc size gì vậy? Chị ơi em đang mặc size M nhá. Chị Đỗ Thọ em đang mặc size M nhá. Hiện tại em đang cao 1m á. 1m65 và nặng 47kg, em vẫn mặc nó size M này. Nó vẫn hơi rộng rãi một chút này. Nếu mà chị yêu nào mà thấy em sơ vin nó không được đẹp cho lắm thì các chị hãy thông cảm giúp em nhé. Tại vì là mẫu này không còn đủ size nhưng mà em vẫn mặc lên cho các chị yêu có thể lựa chọn nhé. Bình thường thì bọn em vẫn mặc size S thôi, nhưng mà vì các chị yêu kể cả những mẫu rất là xinh không có size S cho bọn em mặc thì em vẫn mặc size M, size L, XL đều rất là ok nhá. Vì là cái mẫu áo này rất là dễ mặc này. Với thiết kế là tay phối von trong nhá, các chị có nhìn thấy không ạ? Thiết kế tay phối von trong này, phần gấu áo này, gấu áo là chất vải cùng với lại chất vải của thân áo nhá, nên là nhìn rất là cách điệu này. Dáng áo này là dáng áo tay lỡ này, nhìn nó rất trẻ trung năng động này, thuận tiện cho mình làm việc đấy ạ. Mẫu áo sản phẩm số 03 này ạ. Đối với mẫu áo này nhà em có giá là 315.000 ạ. Đối với mẫu áo số 03 nhà em còn M và L các chị nhá. Em người đẹp mặc gì cũng đẹp chị ơi. Thật ra thì bọn em ấy thì cái dáng người nó sẽ hơi bị gầy, không phù hợp cho lắm với những mẫu này, nhưng mà em vẫn mặc cho các chị yêu lựa chọn ạ. Đối với những mẫu áo sơ mi này thì các chị mặc cũng rất là xinh nhá, vì là có cái phần chiếc ly eo này khá là rộng này, nên là chị yêu nào mà bụng to thì các chị cứ yên tâm mặc vừa những cái mẫu sản phẩm của nhà em nhá, mặc vừa mà còn đẹp nữa ạ. Chị nào mà chưa bao giờ lựa chọn ở nhà cho nhà em mẫu sản phẩm nào thì các chị yêu hãy nhanh tay lựa chọn đi, vì em nghĩ chắc chắn một điều rằng đó là các chị mà đã lựa chọn những mẫu sản phẩm của nhà em rồi thì sẽ không bao giờ muốn quay lại, không bao giờ muốn đổi những cửa hàng khác để mua online các chị yêu nhá. Nhà em hàng online rất là ok luôn. Nhà em like mẫu sản phẩm nào gửi y như
sản phẩm đấy cho các chị nhá, kể cả chất lượng sản phẩm cũng như là giá tiền các chị yêu nhá. Mẫu sản phẩm số 03 đây ạ. Hiện tại mẫu này nhà em chỉ có giá là 315.000 thôi ạ. Chị yêu nào mà lựa chọn mẫu sản phẩm số 03 này thì các chị yêu hãy nhanh tay lựa chọn giúp em theo cú pháp. Đó là mẫu sản phẩm số 03 kèm theo số thoại và kèm theo size nhá. Và mẫu chân váy số 03 các chị yêu có thích không để em giới thiệu luôn nhá. Đây ạ. Mẫu chân váy số 03 hiện tại ạ. Mẫu chân váy này nhà em còn là 3S 1XL nhá. Chân váy 03 nhà em còn S và XL ạ. Chị yêu nào mà thích mẫu chân váy số 03 thì các chị yêu hãy nhanh tay lựa chọn nhá. Đối với mẫu chân váy số 03 này thì là một dáng chân váy bút chì dài nhá. Chân váy bút chì dài em đang mặc qua đến nửa gối ạ. Chị yêu nào có chiều cao thấp hơn em thì sẽ mặc qua gối nhá. Với thiết kế là xẻ sau ạ, chân váy bút chì dài cực kỳ xinh, tà lệch một chút ạ, nên là các chị mặc thì các chị yên tâm nhá. Cực kỳ xinh luôn. Đây ạ. Phía sau có xẻ này. Đây là các chị mặc không bao giờ sợ bị khó khăn cho việc đi lại cũng như là đứng lên ngồi xuống đâu nhá. Các chị đi lại đứng lên ngồi xuống hoặc là các chị ở trên xe máy chống chân xuống đều rất là ok luôn. Nên là chị yêu nào mà vừa mẫu chân váy số 03 các chị yêu hãy lựa chọn nhanh. Đối với mẫu chân váy này thì nhà em đang nằm trong chương trình ưu đãi ạ. Giảm giá từ 396.000 xuống chỉ còn 270.000 đối với mẫu chân váy số 03. Hiện tại mẫu này em chỉ còn size S và size L. Chị yêu nào mà chốt mẫu áo số 03 cũng như là mẫu chân váy số 03 thì các chị yêu hãy để lại giúp em theo cú pháp. Đó là mẫu sản phẩm số 03 kèm số thoại và kèm theo size nhá. Em xin chào 39 chị yêu đang xem nhá. Các chị mới vào xem thì chia sẻ giúp em đi ạ. Không hiểu là lý do tại sao mà tự nhiên lượt tương tác xuống hơi thấp một chút ạ. Các chị hãy chia sẻ bài viết giúp em, mời bạn bè của mình vào xem nhá. Nếu mà những chị của em đang xem ở đây ạ, các chị thích mẫu sản phẩm như thế nào, thích những mẫu áo như thế nào thì các chị hãy nhanh tay comment ở đây thì em có thể lựa chọn những mẫu áo đấy mặc ngay những mẫu tiếp theo nhá. Em sẽ đứng đây đợi một chút nữa cho các chị yêu. Nếu bạn thích em mặc sản phẩm nào thì hãy nhanh tay comment ạ. Còn nếu mà các chị mà chưa suy nghĩ được ra sản phẩm gì mình thích thì em sẽ mặc lần lượt những mẫu áo, những mẫu chân váy, những mẫu váy mà em đã lựa chọn trước nhá. Nên là chị yêu nào mà ưng thì các chị hãy nhanh tay lựa chọn đi nhá. Chị yêu đang xem ạ. Các chị của em có thích váy không ạ? Nếu mà các chị của em thích váy thì sau mẫu bây giờ thì em sẽ mặc váy cho các chị nhá. Có màu đỏ không em? Chị ơi có màu đỏ nhá. Có màu đỏ ạ. Lấy đỏ đi. Chị Phương Thị Lan này, em có chấm bi đỏ nhưng mà khác một chút ạ. Áo em đang mặc giá bao nhiêu? Chị Mười Nguyễn ơi, áo em đang mặc giá là 315.000 nhá. Đây đây có sai rồi nhá. Không phải tìm nữa đâu đây. Có rồi, không phải tìm nữa. Chị Phương Thị Lan ơi đây nhá. Áo màu đỏ cam mẹ có khác một chút, nó cũng là kiểu chấm bi đấy ạ. Áo đang mặc giá là 315.000 nhá, đang cầm trên tay cũng có giá là 315.000 nhá. Áo đỏ. Chị Thủy Trần áo đang mặc bao nhiêu? Chị Thủy Trần ơi, áo đang mặc giá là 315.000 ạ. Hiện tại mẫu áo đang mặc có giá 315.000 size M và size L nhá. 315.000 ML ạ, rất là xinh. Chị yêu nào lựa chọn mẫu áo số 03 thì các chị hãy nhanh tay comment giúp em ạ. Hoa nhí đỏ, chị ơi hoa nhí đỏ là mẫu sản phẩm cổ tròn chị nhá. Đợi em một chút ạ. Đợi em một chút nha chị Phương Thị Lan nhá. Đây ạ, tiện thể thì em cũng lấy áo này rồi thì em sẽ dơ lên chị yêu nào mà ưng mẫu này thì chốt giúp em nhá. Hiện tại mẫu áo này là mẫu áo 3.1 nhá. Đánh số giúp em là 3.1 này. Hiện tại mẫu áo này em còn 1M, 3L và 3XL nhá. Mẫu áo này em còn ML, XL này. Giá là 315.000, chất vải là chất vải von cát nhá. Sờ nó sẽ rất là sướng tay luôn các chị ạ. 315.000 này. Em thả áo ra cho chị xem ok các chị nhá. Đây ạ. Em muốn sơ vin để giới thiệu đến cho các chị ở mẫu váy này. Mẫu váy này là phần bản cặp, là bản cặp liền nhưng mà sẽ có hai khóa song song nhá. Cực kỳ xinh luôn, ôm phần bụng của các chị ạ. Đây ạ. Em sẽ thả áo cho các chị xem nhá. Với những cái mẫu áo như là mẫu chân váy của nhà em thì mặc rất là dễ dàng, thoải mái, các chị có thể sơ vin cũng như là bỏ vuông nhá. Cổ đức hoa nhí đỏ em ơi, chị ơi cổ đức hoa nhí đỏ thì nhà em hết rồi chị nhá. Cổ đức hoa nhí đỏ thì nhà em hết rồi, chị yêu Phương Thị Lan nhá. Chị yêu ứng mẫu nào thì chốt giúp em ạ. Nhà em chỉ có cổ đức hoa nhí, cổ tròn hoa nhí đỏ thì vẫn còn thôi ạ. Đây ạ. Đây các chị yêu nhá. Dáng thả buông này ạ. Hai chiếc đi hai bên này. Rất là thoải mái luôn.
Mẫu chất vải chéo thái này sẽ có độ co giãn nhẹ một chút thôi. Nên là chị yêu nào mặc thì yên tâm nhá. Đây phía sau đây ạ. Độ dài vừa phải này. Đây nhá. Các chị nếu nào, các chị yêu nào mà làm giáo viên ấy thì giơ tay lên này. Rất là xinh, không bao giờ sợ bị hở đâu các chị yêu nhá. Độ dài vừa phải ạ, không phải là quá dài cũng không phải là quá ngắn, độ dài vừa phải. Nên là những chị nào mà đã thích mẫu sản phẩm của em rồi thì các chị hãy nhanh tay lựa chọn nhá. Không cần phải chần chừ gì hết đâu. Nhà em có đóng dấu kiểm tra hàng trước thanh toán này. Nhà em có cho đổi size nếu mà không vừa, nên là các chị mà ưng thì các chị hãy lựa chọn giúp em nhá. Em sẽ báo size lại một lần nữa ạ. Chị nào mà lấy mẫu sản phẩm thì các chị yêu hãy nhanh tay lựa chọn ạ. Để em qua mẫu nhá. Mẫu sản phẩm số 3. Mẫu sản phẩm số 3 em, áo em còn ML ạ, giá là 315.000 ạ. Và chân váy số 03 em có giá là 270.000. Còn size S và size XL nhá. Chị nào mà lựa chọn các chị yêu hãy nhanh tay lựa chọn giúp em ạ. Vì là số lượng không có nhiều đâu nhá. Còn một lát nữa sau mẫu này thì em sẽ mặc mẫu váy cho các chị yêu tham khảo nhá. Còn mẫu tiếp theo đang chuẩn bị vào nhận thì các chị yêu nếu mà thích những mẫu sơ mi cổ tròn hoa nhí thì các chị yêu hãy trông chờ nhá. Em xin chào 47 chị yêu đang xem nhá. Nếu như chị yêu nào còn câu hỏi với mã số 03 vừa lấy thì cho chị cứ để lại câu hỏi nhá, để bên em có thể tư vấn cho các chị nhá. Em xin giới thiệu các chị mẫu sản phẩm số 04 của em nhá. Có hoa nhí bạn. Chị Hằng Thúy ơi, chị hỏi áo của em hay là hỏi áo số 03 vừa nãy ạ? Chị để lại câu hỏi rõ ràng giúp em nhé, để bên em có thể tư vấn giúp chị nhé. Còn em xin giới thiệu sản phẩm mã số 04 của em nhé. Em đang kết hợp trên người là một chiếc áo sơ mi cổ tròn này. Bên hai bên tay là có dây rút ạ. Nhìn rất là điệu. Và bên dưới em kết hợp với một chiếc chân váy xòe 2 lớp ạ. Chân váy xòe von 2 lớp đấy ạ. Em đứng xa ra các chị có thể nhìn rõ nhá. Và chiếc áo này là chất liệu von cát, mặc lên rất là thoải mái này. Các chị cứ yên tâm là mặc lên cực kỳ xinh luôn. Và giá của chiếc áo em đang mặc là 450.000 ạ. Và 405.000. Còn chiếc chân váy em đang mặc có giá là 450.000. Nếu chị nào ưng mẫu sản phẩm số 04 của em thì hãy để lại size và số điện thoại nhá. Và chiếc áo số 04 của em thì có đủ size các chị nhá. Hàng vừa mới về luôn. Hàng vừa về ạ, cực kỳ xinh luôn. Nếu mà chị nào yêu mẫu này thì nhanh tay đặt cho mình một chiếc nhá. Nếu không là không còn đâu các chị ạ. Áo cổ Đức có hoa nhí không bạn? Chị ơi, áo chị Hằng Thủy nhá, áo cổ Đức nhà em rất nhiều mẫu hoa nhí cho chị nhá. Rất là nhiều mẫu luôn đấy ạ. Chị nào ưng mẫu số 04 của em không ạ? Các chị ơi hãy đặt câu hỏi giúp em nhá, để bên em có thể tư vấn cho các chị này. Chiếc áo em đang mặc thì cực kỳ xinh luôn. Ở hai bên có đường rút tay đấy ạ. Màu này thì cực kỳ tôn da các chị nhá. Màu cực kỳ tôn da luôn. Các chị nào mà có da hơi ngăm đen một chút thì cứ yên tâm mặc khi mặc chiếc áo này nhá. Da sẽ trắng hơn rất nhiều luôn ạ. Da sẽ bật lên một tông hai tông. Và bên dưới em đang kết hợp với một chiếc chân váy xòe von 2 lớp ạ. Khi các chị kết hợp vào hai chiếc áo và chiếc chân váy này thì sẽ tạo lên sự trẻ trung nhá. Áo bao nhiêu? Chị ơi, áo của em giá là 405.000 chị nhá. Áo giá có giá là 405.000 và đủ size các chị nhá. Nếu chị danh quyền mà thích chiếc áo này thì để lại cân nặng, chiều cao và số điện thoại nhá, để bên em có thể tư vấn giúp các chị nhá. Đỗ Thọ, Nguyễn Hằng mua hàng đi. Các chị ơi, các chị mua hàng giúp bên em đi nhá. Rất nhiều mẫu sản phẩm đẹp luôn ạ. Em ơi, chị đặt hàng được 1 tuần rồi mà sao vẫn chưa nhận được. Chị Thúy Nguyễn ơi, chị đặt hàng gì hả chị? Đây. Mặc áo đen cổ Đức đi bạn. Chị ơi, bên em có rất nhiều áo cổ Đức màu đen đẹp đẹp chị nhá. Nếu mà chị Phương Nguyễn không thích mẫu áo màu đen thì vừa lại em có thể mặc mẫu tiếp theo, em có thể mặc áo đen cho chị nhá.
Chiếc áo không bốn của em có đủ size các chị nhá. Đủ size rồi đấy ạ. Nên là chị nào ưng thì hãy xin ngay cho mình một chiếc áo đi nhá. Chiếc áo cực kỳ xinh luôn đấy ạ. Em có thể quay đằng sau cho các chị xem nhá. Ok bạn. Chị Phương Nguyễn đang ngoài chiếc áo màu đen ra, chị có ôm chiếc mẫu áo này không ạ? À? Chiếc áo này mặc lên cực kỳ thoải mái luôn đấy ạ. Mặc lên cực kỳ thoải mái, rất là điệu đà luôn. Quần ống còn áo sơ mi, quần ống côn áo sơ mi. Chị Thúy Nguyễn ơi, chị đặt quần ống côn một con ạ. Ống côn và áo sơ mi ạ. Được rồi, tí nữa em sẽ kiểm tra đơn hàng giúp chị Thúy Nguyễn nhá. Anh ơi, chị Thúy Nguyễn đặt hàng một lần. Bạn mặc hoa nhí cổ Đức. Chị Hằng Thúy ơi, áo hoa nhí cổ Đức nhà em vừa lấy giới thiệu đến 2 sản phẩm rồi nhá. Nếu mà chị còn ưng mẫu sản phẩm nào nữa thì chị cứ tiếp tục xem livestream giúp em nhá. Bên em sẽ giới thiệu nhiều mẫu sản phẩm hơn cho chị nhá. Mình thích có cổ đi làm. Chị ơi, áo này áo cổ tròn cực kỳ thoải mái nha. Chị yên tâm là mặc áo này đi làm rất là lịch sự, rất là đẹp luôn ạ. Em chào chị Phương Hoàng nhá. Chị cứ yên tâm nha chị Phương Nguyễn nhá. Mặc áo này đi làm rất là thoải mái luôn. Vừa trẻ trung này, rất là điệu luôn đấy ạ. Mà rất là lịch sự, các chị cứ yên tâm nhá. Bên dưới em kết hợp với một chiếc chân váy xòe von hai lớp luôn đấy ạ. Em có thể quay đằng sau cho các chị xem nhá. Chị nào ưng mẫu sản phẩm số 04 của em thì hãy để lại số điện thoại, size kèm số điện thoại nhá. Để bên bạn các bạn nhân viên bên em có thể gọi điện và tư vấn cho các chị nhá. Chiếc áo em đang mặc thì có đủ size luôn đấy ạ. Chị Bình, chị ơi, chị hỏi ạ, bao nhiêu em ơi? Chị ơi, áo nhà em, hiện chiếc áo em đang mặc này thì có giá là 405.000 chị nhá. Còn chiếc chân váy em đang mặc thì có giá là 450.000 ạ. Nếu mà chị ưng chiếc áo và chiếc váy này thì hãy để lại mã số 04 kèm size kèm số điện thoại giúp em nhá, để các bạn nhân viên bên em có thể tư vấn giúp chị nhá. Đây ạ, chiếc áo kết hợp với chiếc chân váy cực kỳ xinh luôn ạ. Chất liệu của chiếc áo này là chiếc là vải von ạ, von cát đấy ạ, mặc cực kỳ thích luôn. Chiếc chân váy là chiếc chân váy von hai lớp ạ, rất là điệu luôn. Không sale bộ lanh nữa à? Chị Phương Trinh ơi, nhà em còn sale rất nhiều bộ lanh nhá. Nếu mà chị cứ coi livestream nhà em đi ạ, còn rất nhiều bộ lanh đẹp luôn ạ. Nhưng mà hiện tại hôm nay nhà em thì nhà em sẽ giới thiệu đến các chị các mẫu sản phẩm bên GDA nhá. Chị nào ưng mẫu số sản phẩm 04 của em không ạ? Chiếc áo cổ tròn này, bên hai bên tay là có rút tay đấy ạ. À, có đường rút dây đấy ạ. Nhìn rất là điệu luôn. Các chị mặc đi hạ dậy này, đi chơi này cũng rất là phù hợp luôn nhá. Bốn mươi năm chị yêu đang xem, chị nào mà ưng mẫu sản phẩm số 04 của em thì để lại size kèm số giúp điện thoại nhá, để bên em có thể gọi điện và tư vấn cho các chị nhá. Các chị cứ yên tâm về sản phẩm của bên em nhá. Chị nào mặc sản phẩm của bên em rồi thì biết chất lượng của bên em đấy. Và bên cạnh mẫu áo rút tay này nhà em còn có mấy màu nước còn đang lẻ size đấy ạ. Và bây giờ em sẽ giới thiệu thêm một số mẫu. Và em giới thiệu thêm một số mẫu áo nhá, mua kiểu rút tay và đang lẻ size nhá. Nếu mà chị áo nào em đang cầm thì sẽ có giá sale ạ. Chiếc áo em đang cầm ạ, 4.1 chị nhá. Các chị ơi, áo em đang cầm này có giá là 405 và sale còn 315 cho chị nhá. Nếu chị nào ưng mẫu áo này thì hãy để lại theo cú pháp là 4.1 kèm size kèm số điện thoại nhá. Và áo này của em này thì còn một size S và một size L thôi ạ. Còn duy nhất một chiếc size S và một chiếc size L. Chị nào ưng mẫu số 4.1 này của em thì để lại theo cú pháp 4.1 kèm size kèm số điện thoại giúp em nhá. Còn duy nhất hai chiếc thôi ạ. Một chiếc size M, một chiếc size S và một chiếc size L.
Còn duy nhất hai chiếc kìa ạ. 4.1 còn duy nhất hai chiếc, một chiếc size S và một chiếc size L. Chị nào ưng mẫu áo này thì hãy nhanh tay đặt cho mình một chiếc nhá. Chiếc mẫu áo này một chiếc màu hồng. Nhạt rất là đẹp luôn các chị nhá. Mặc lên cực kỳ là xinh luôn. Chiếc áo cổ tròn bên tay có rút nhá, dây rút cho chị nhá. Còn chiếc áo em đang mặc là mã số 4. Có đủ size các chị nhá. Các chị nào ưng mẫu số 4 và số 4.1 này thì để lại cho Phú Pháp giúp em nhá. 4 mã số 4 thì có đủ size các chị nhá. Còn 4.1 thì chỉ còn duy nhất 2 chiếc thôi ạ. Còn duy nhất 2 chiếc, một chiếc size S và một chiếc size L. Các chị có thể kết hợp với quần Âu này, chân váy bút chì, chân váy giá Nga và chân váy xòe như em đang mặc đấy ạ. Mặc lên thì cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Các chị ơi, anh nhanh tay dinh cho mình một chiếc áo cổ tròn đi ạ. Một chiếc áo cổ tròn. Và chiếc áo em đang mặc thì có giá là nguyên là 405.000. Còn chiếc áo em đang cầm trên tay đang sale đó ạ, còn có 315.000 thôi ạ. Các chị ơi, nhanh tay lên, còn 315.000 nhá. Các chị có thể dinh ngay cho mình một chiếc áo cực kỳ xinh xắn luôn. Còn duy nhất 2 chiếc áo thôi ạ, 315.000 các chị nhá. Em chào chị Thúy Nguyễn nhá. Bình chị 1m50 57 kg, size L 4.1 có vừa không em? Chị ơi, áo này này, căng một cao 1m50 57 kg, mặc size L có vừa không? Có L đâu? Có L chị ạ. Có L không? 1S 1L. 1m50 và 57 cân đấy, mặc được L. Chị Bình, chị ơi, mặc được L chị nhá. Trừ khi vai chị vừa, vai chị to. Vai chị tầm khoảng. Nếu mà chị vai chị vừa thì chị có thể mặc được chiếc này size L nhá. Còn nếu mà vai chị to thì có thể là hơi khó đấy ạ. Vai 38 thì mặc được. Nếu như chị Bình Trịnh thích áo chiếc áo này ạ thì hãy để lại số điện thoại và size giúp em nhá. Để bên em có thể tư vấn giúp chị nhá. Chị Bình Trịnh ơi, chị đặt giúp em luôn nhá. Còn duy nhất 2 chiếc thôi ạ, một chiếc size S và một chiếc size L. Em chào chị Thu Mùa nhá. Chị nào vừa coi livestream nhà em thì hãy nhanh tay đặt cho mình một chiếc áo đi ạ. Nhanh tay lên ạ. Chiếc áo em đang cầm sale còn có 315.000 thôi ạ. Chỉ 315.000 nhá. Các chị có thể zin ngay cho mình một chiếc áo cực kỳ xinh xắn luôn. Mặc chất liệu áo này thì cực kỳ là mát, thoáng ạ. Mát lắm đấy ạ. Chị Bình Trịnh nhá. Ok, em chốt chị Bình Trịnh nhá. Chị Bình Trịnh đặt một chiếc áo 4.1 size L nhá. Và em chỉ còn duy nhất một chiếc size S thôi ạ. Chị nào mà mặc vừa size S thì hãy nhanh tay zin cho mình một chiếc đi nhá. Còn chiếc áo mà em đang mặc đây ạ, chiếc áo mà em đang mặc thì có đủ size các chị nhá, nên các chị cứ yên tâm. Các chị cứ để lại cân nặng chiều cao, các bạn bên em có thể gọi điện và tư vấn cho chị nhá. Có áo như em, có áo như em đang mặc béo không em? Chị ơi, chị đợi, chị Phương Hoàng nhá, chị đợi em kiểm tra xem là áo bên em đang mặc có xem có béo không nhá. Đây chị nhá, chị Phương Hoàng nhá. Còn duy nhất một chiếc này thôi ạ. Bình chị, chị Bình Trịnh ơi, chị không vừa thì chị có thể đổi bên em nhá. Bên em có thể đổi cho chị nhá. Đây ạ, chị Phương Hoàng nhá. Chị hỏi áo tay bèo đây ạ. Đây ạ, giống màu, y hệt màu của em luôn. Họa tiết hoa cũng giống. Và áo này thì có bèo ở bên cánh tay đấy ạ. Và ở cổ cũng có bèo luôn. Có đường dây thắt luôn đấy ạ. Và chiếc áo này chỉ còn duy nhất một chiếc size L thôi nhá, chị Phương Hoàng nhá. Nếu mà chị mặc vừa size L thì chị để lại mã số là 4.2 cho em nhá. Chiếc áo 4.2 ạ, có màu giống với chiếc áo 4.1. Và chỉ còn duy nhất một chiếc size L. Và nó có khác là ở ống tay đấy ạ. Cánh tay này có bèo đấy ạ. Và ở cổ cũng có bèo luôn đấy ạ. Chị Hải Yến nhá, váy của em có giá là 450.000 nhá. Có đủ size các chị nhá. Có size S, size L và size XL đấy ạ. Chiếc chân váy em đang mặc chị Hải Yến nhá. Nếu mà chị Hải Yến thích chiếc chân váy này thì để lại size kèm số điện thoại nhá, để các bạn bên em có thể chốt hàng cho chị nhá. Đây ạ, 4.2 đi ạ.
Chiếc áo em đang mặc mã số là 4 nhá, một đủ size các chị nhá. Các chị nếu mà thích thì hãy xin ngay cho mình một chiếc nhá. Mẫu hoa nhí như áo em mặc. Mẫu hoa nhí như áo em mặc đấy ạ. Có tay bèo. Chị Phương Hoàng ơi, chị để đợi em anh em kiểm tra giúp chị nhá. Nếu mà có mẫu áo đấy thì tí nữa em sẽ mặc lên giúp chị xem nhá. Có chị nào đặt mẫu sản phẩm em đang mặc không ạ? Nếu như không còn chị nào đặt mẫu sản phẩm em đang mặc thì em xin phép được đổi mẫu nhá các chị nhớ nhá. Và em đang xin nhắc lại một lần nữa, chiếc áo em đang mặc có giá là 405.000 mã số 4. Còn chiếc áo có kiểu dáng giống chiếc áo em đang mặc nhưng màu hồng này, họa tiết hoa to đây ạ. Mà có đường rút ở tay này thì là 4.1 nhá. Còn chiếc áo này có họa tiết và màu sắc giống như hệt chiếc 4.1 nhưng khác ở phần cổ và phần tay thì có mã số là 4.2 nhá. Nếu như chị nào có câu hỏi đối với mã số 4 của em thì hãy để lại số điện thoại nhá và đặt các câu hỏi nhá để các bạn bên em có thể tư vấn cho các chị nhá. Và em xin phép đi chuyển mẫu ạ. Em xin chào 40 chị đang xem nhá. Chị Phương Hoàng, mẫu hoa nhí như em đang mặc ấy, sao đấy hả em? Sao đấy hả bà? Cái gì mà chị Phương Hoàng bảo? À, chị Phương Hoàng bảo là mẫu áo đang mặc nhưng mà tay đèo ấy. Kiểm tra xem. Chị Phương Hoàng đợi em một chút nhá. Đợi em một chút thì bạn nào mẫu em sẽ đi kiểm tra. Chị yêu nào mà có những thắc mắc về những sản phẩm hoặc là các chị yêu muốn em like những mẫu váy này, những mẫu đầm mùa đông, những mẫu váy dạ, những mẫu váy dạ xé. Các chị yêu comment đi để em lựa chọn được những mẫu đấy cho các chị yêu dễ dàng lựa chọn cũng như là em có thể để em có thể lựa chọn ngay cho các chị nhá. Đây ạ. Chị Phương Hoàng ơi, hiện tại cửa hàng nhà em đối với những mẫu hoa nhí cổ tròn cực kỳ dễ bán và cực kỳ hot luôn. Nên là mẫu này nhà em không có nhiều đâu. Đây là chiếc duy nhất còn lại trong cửa hàng nhà em hiện tại bây giờ các chị yêu nhá. Mẫu này hãy đánh số giúp em là mẫu 5.1 ạ. Mẫu áo này mẫu 5.1 nhà em còn một chiếc duy nhất là một chiếc XL ạ. Một chiếc XL 5.1 nhá chị yêu nhá. Đây ạ, rất là xinh luôn. Giá áo này có giá là 450.000 5.1 này. Một chiếc XL màu nền này là màu nền hồng hồng tím ạ. Hồng tím phối hoa trắng nhá. Nhà em không có nhiều một chiếc duy nhất XL này nếu chị yêu Phương Hoàng mà vừa thì chốt giúp em nhá. Đây ạ. Em sẽ giới thiệu sang mẫu váy này. Chị nào mà thích váy thì hãy nhanh tay lựa chọn đi nhá. Vì nhà mẫu váy nhà em thì mẫu váy lẻ size ạ. Nhà em like mẫu váy nào thì các chị bảo ước thì các chị cứ comment giúp em nhá. Comment lựa chọn giúp em ấy ạ. Hiện tại em đang mặc size M thì nó hơi rộng một chút ạ. Các chị thông cảm giúp em nhá. Em sẽ kẹp nhẹ đằng sau ạ. Để cho các chị có thể thấy rõ dáng váy mặc lên sẽ như thế nào nhá. Đây ạ. Đây nhá. Mẫu váy này là mẫu váy số 05 ạ. Mẫu váy số 05 hiện tại em còn 1M ạ. 1M và 3XL nhá. Váy 05 em còn 1M 3XL. Hiện tại mẫu váy 05 này em có giá là 550.000 ạ. 780.000 số chỉ còn 550.000 đối với mẫu số 05 đây ạ. Với kiểu váy là kiểu váy phía trên giống như một chiếc áo sơ mi bình thường ạ. Phía dưới là chân váy xòe nhá. Nhưng mẫu này là mẫu váy liền ạ. Mẫu váy liền công sở cực kỳ xinh với thiết kế là thiết kế có tay ạ. Tay phối von trong nhá. Chị mặc size L chị ơi, nếu mà mặc size L thì nhà em hết mẫu đấy rồi chị nhá. Nhà em hết mất size L rồi ạ. Chị Phương Hoàng thông cảm giúp em nhá. Đây ạ. Mẫu này là mẫu số 05 ạ. Hiện tại mẫu váy số 05 này ạ. Với thiết kế là thiết kế cổ tròn này, dáng có tay này. Nên là chị yêu nào có vai to thì yên tâm nhá, mặc sẽ rất là chéo khuyết điểm luôn ạ. Đây ạ. Cổ tròn này rất là xinh luôn. Chị yêu nào mà cổ đầy đặn một chút thì mặc sẽ rất là đẹp. Em thì nó hơi gầy một chút nên là mặc không xinh được như các chị đâu ạ. Với mẫu này là mẫu thiết kế chiếc ly trên eo này. Đồng thời thì có hai chiếc ly hai bên nhá. Cực kỳ dễ mặc luôn. Chị yêu nào có phần bụng to ạ. Bình thường thì những chị của em làm công sở ấy ạ thì thường thường sẽ có phần bụng dưới to vì là thời gian ngồi khá là nhiều ạ. Nên là rất là thông cảm. Cũng như là các chị đã sau sinh rồi, đã qua sinh nở rồi, bụng to là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà các chị phải nên lựa chọn những mẫu váy nào làm sao để có kiểu dáng cũng như là cái chất lượng váy ạ, nó làm sao để che được khuyết điểm của các chị ạ. Nếu mà chị yêu nào bụng dưới to thì nên lựa chọn đây ạ.
Chị em nào mà có bụng to thì nên lựa chọn những cái chiếc váy có chiếc ly trên eo này. Bụng của mình ở dưới này nó sẽ cái phía dưới sẽ xòe nhẹ một chút nên sẽ rất là thoải mái. Đồng thời thì sẽ không bị lộ khuyết điểm nhá. Mẫu váy số 05 này em chỉ còn M và XL thôi ạ. Giá là 550.000 ạ. Chất vải là chất vải von nhá. Chất vải von Hàn nhập khẩu ạ. Chị yêu nào mặc thì yên tâm nhá. Đây ạ. Nhân tiện đang giới thiệu những mẫu váy thì em sẽ giới thiệu qua một số mẫu váy hiện tại em đang có nhá. Đây ạ. Toàn những cái mẫu váy rất là xinh nhưng mà lẻ size này. Chị yêu nào mà vừa được thì các chị hãy nhanh tay lựa chọn nhá. Đây này. Đây ạ. Mẫu váy này là mẫu 5.2 ạ. Mẫu 5.2 đây em còn 1S1M nhá. 5.2 em còn 1S1M này các chị ơi. Chia sẻ giúp em đi, lượt tương tác xuống thấp rồi ạ. Các chị chia sẻ giúp em đi. Lượt tương tác xuống hơi thấp một chút rồi. Các chị chia sẻ giúp em để đẩy lượt tương tác lúc dần lên giúp em nhá. Mẫu này là mẫu 5.2 ạ. Mẫu này em còn 1S ạ. 1S1M 5.2 ạ. Mẫu tiếp theo là mẫu 5.3. Mẫu 5.3 em còn ML nha. 5.3 em còn ML ạ. Giá 550.000 nha. Kiểu dáng cũng như là chất vải như em đang mặc luôn ạ. 5.3 550.000 ạ. Em xin chào chị Nguyễn Thương Huyền nha. Các chị ơi chia sẻ giúp em đi. Các chị chia sẻ giúp em để lượt tương tác giúp em vậy ạ. Không biết là các chị của em đi đâu hết rồi. Mẫu này là mẫu 5.4 em còn MXL nhá. 5.4 em còn MXL này. Nền màu đen hóa tiết hoa trắng nhá. Hoa trắng đen à, hoa trắng đỏ này, phối hoa trắng đỏ rất là xinh này. 5.4 ạ. 5.4 ML nhá. Mẫu này là mẫu 5.5 ạ. Mẫu 5.5 em còn 1M 1XL nhá. Em xin chào chị Nguyễn Thị Thanh ạ. 5.4 em còn 1M 1XL ạ. Giá 550.000 ạ. Đây ạ, chất vải rất là thích luôn này. Mai Vũ mua váy đi các chị ơi, váy xinh lắm. Chị yêu nào mà ưng thì các chị mời bạn bè của mình vào mua giúp em nhá, cực kỳ xinh luôn. Đây ạ. Mẫu này là mẫu 5.6 ạ. 5.6 em còn MLXL nhá. Đẹp quá các chị ạ. Nền màu xanh than này, hóa tiết hoa đỏ này. Hoa đỏ bản vừa phải nhá. Đây các chị yêu nhá. Von này. Tay von này, rất là xinh luôn. Treo khuyết điểm cho các chị này. Chân váy này, chân váy này, chân váy nhá. 3 lớp các chị yêu nhá, 2 lớp, 3 lớp. Nên là không sợ mỏng đây nhá. Đây là lớp von ngoài cùng nhá. Tiếp theo đến một lớp nữa này. Đây. Các chị thấy không? Không thấy gì hết nhá. Nên là mặc sẽ không bao giờ sợ bị mỏng quá đâu nhá. Có 2 lớp ạ, đây ạ. Đây là lớp bên trong nhá. Rất là dày luôn. Các chị nhìn thấy không ạ? Mà rất là thoải mái luôn các chị nhá. Chị yêu nào mà ưng thì các chị hãy nhanh tay lựa chọn đi ạ. Không biết là trong 34 chị yêu của em đang xem có chị yêu nào ưng không ạ? Nếu mà không có chị nào ưng thì em sẽ xin đi chuyển mẫu nhá. Các chị mà có những câu hỏi thắc mắc gì thì các chị hãy đặt ngay ở đây thì em có thể lựa chọn cũng như là giải đáp cho các chị nha. Giới thiệu một mẫu sản phẩm vô cùng mới đến với các chị nhá. Và nếu như chị nào còn có câu hỏi gì với mã số 05 vừa đấy thì các chị cứ để lại câu hỏi nhá, để các bạn bên nhân viên bên em có thể gọi điện và tư vấn cho các chị nhá. Chị nào ưng mẫu nào thì hãy để lại size kèm số điện thoại nhá. Đặt theo cú pháp đó thì bên em có thể dễ dàng đặt hàng cho các chị hơn nhá. Em xin giới thiệu về mẫu sản phẩm số 06 của em nhá. Một chiếc váy ạ, suông ạ, cực kỳ xinh luôn ạ. Chất liệu von 2 lớp,
Và ở phần bên trên chiếc áo đây ạ, có một tà bên ngoài đấy ạ. Và do là chiếc áo màu tối mà em like về buổi tối này thì chắc là các chị sẽ không nhìn rõ cái tà bên trên ạ. Nhưng mà nhìn bên ngoài chiếc áo này cực kỳ xinh luôn đấy ạ. Các chị có thể mặc đi chơi này, mặc đi sự kiện, có nghĩa là mặc đi đâu cũng rất là thoải mái luôn đấy ạ. Đầm này quá đẹp, mình mặc sang chảnh lắm. Shop ai họ cũng hỏi mua ở đâu. Chị Ái hứa nhá, em cảm ơn chị đã bên tin tưởng và sử dụng các mẫu sản phẩm ở bên em nhá. Nếu mà chị Ái hứa cảm thấy thích thì và cảm thấy mặc chiếc váy này vô cùng đẹp ấy thì chị có thể giới thiệu cho các chị khác nhá, đến shop nhà em nhá chị nhá. Và còn chị nào nữa không ạ? Chị nào mà ưng mẫu sản phẩm số 06 này của em thì để lại mẫu sản phẩm số 06 này nhá. Không có vest à em? Chị Nguyễn Thương Huyền ơi, nhà em có vest chị nhá. Có rất nhiều luôn đấy ạ. Chị Thương Huyền ơi, nhà em hết vest rồi. Chắc là vài ba hôm nữa thì sẽ có vest mới về chị nhá. Nếu mà chị muốn mua vest thì chị có thể inbox riêng cho chị em nhá chị nhá. 31 chị ơi đang xem. Các chị ơi, lượng tương tác nhà em đang tụt xuống rồi đấy ạ. Chị nào các chị có thể chia sẻ lên trang cá nhân để mọi người có thể mua hàng cùng mình các chị nhá. Và các chị có thể gộp đơn hàng với nhau để cho sản phẩm để cho cái tiền ship nó có thể rẻ hơn đấy ạ. Thế nên là các chị cứ chia sẻ lên trang cá nhân của mình rồi chúng về rồi là chúng ta có thể gom đơn hàng với nhau đấy ạ. Bao nhiêu ạ? Chị ơi, váy là nguyên đúng không? Không, 50 và chiếc váy em đang mặc này có giá là 780.000 nhưng nhà em đang sale 30%, giá chỉ còn có là 550.000 thôi ạ. Chỉ 550.000 các chị có thể zin ngay một chiếc váy vô cùng xinh xắn luôn đấy ạ. Và do là buổi tối lên các chị có thể là không nhìn rõ cái tà áo đằng trước của em nhá. Cái tà áo đằng trước này vô cùng xinh luôn đấy ạ. Và phía bên này thì có cái đai để đeo ở đây đấy các chị nhá. Nhìn có hai cái cũng rất là xinh luôn. Mặc váy này rất là sang luôn nhá các chị nhá. Chị nào mà tin dùng bên em rồi thì có thể biết chất lượng và các sản phẩm bên em nhá. Chị Bùi Hoa nhá, giá của nhà em, chiếc váy em đang mặc có giá là 550.000 chị nhá. Nếu như chị nào ưng mẫu váy này của em thì bên em còn chiếc váy này còn có 3 chiếc size S này, 1 chiếc size L và 1 chiếc size XL nhá. Chị nào mà mặc size nào thì có thể để lại số điện thoại này, kèm size kèm số điện thoại để bên em có thể gọi điện và tư vấn cho các chị nhá. Một chiếc váy vô cùng xinh xắn luôn. Và chiếc áo này nếu như chị nào mà muốn mặc đi dạy hay là muốn mặc, có thể là mặc thêm một chiếc áo gen cho bên em nhá. Bên em thì đang bán áo gen. Nếu như chị nào mà mua chiếc váy này kèm với chiếc áo gen thì áo gen chỉ còn có giá là 100.000 thôi ạ. Chỉ 100.000 một chiếc áo gen khi mua kèm với chiếc váy này nhá chị nhá. Chiếc váy giá 550.000 mặc cực kỳ sang chảnh luôn các chị nhá. Chiếc váy cực kỳ xinh luôn đấy ạ. Em có thể đứng xa cho các chị nhìn rõ nhá. Do là em cao nên là nó có thể mặc trên đầu gối một tí, còn chị nào thấp hơn thì có thể là đến đầu gối đi ạ. Nên các chị cứ yên tâm về độ dài của chiếc váy nhá. Một chiếc váy vô cùng xinh xắn nhá. Chiếc váy này là chiếc váy von 2 lớp các chị nhá. 2 lớp luôn đấy ạ. Và bên trên thì có một tà bên ngoài này, thiết kế cực kỳ là xinh luôn. Đây nhá các chị nhá. Do là buổi tối lên các chị có thể là không nhìn thấy cái tà bên trên của em, nhưng mà nhìn bên ngoài, chị nào mà có thời gian có thể qua shop em mua luôn nhá. Chiếc áo cực kỳ xinh luôn đấy ạ. Nhìn bên ngoài chiếc áo này còn xinh hơn nên trên hình rất nhiều các chị nhá. Và giá của chiếc váy này là 780.000 nhưng bên em đang sale còn có 550.000 thôi các chị nhá. Chị nào ưng mẫu váy này của em thì hãy nhanh tay zin về cho mình một chiếc váy đi nhá. Một chiếc váy vô cùng xinh luôn đấy ạ. Và đằng sau là có khóa các chị nhá. Đây em có thể làm quay đằng sau các chị xem này. Và chiếc váy em đang mặc có size S nhá. Có 3 chiếc size S này, một chiếc size L và một chiếc size XL đấy ạ. Chị làm mà ưng mẫu nào thì hãy nhanh tay zin về cho mình một chiếc đi ạ. Các chị cứ để lại câu hỏi này về cân nặng chiều cao này để bên em có thể tư vấn chi tiết hơn với các chị nhá. Em chào chị Ngọc Phương Nguyễn nhá. 31 chị yêu đang xem ạ. Chị yêu nào đang xem mẫu sản phẩm nhà em thì hãy đặt các câu hỏi để bên em có thể tư vấn cho các chị nhá.
vì là lượng tương tác đang tụt xuống nên là các chị hãy chia sẻ trên trang cá nhân của mình giúp em nhá, để lượng tương tác có thể tăng lên này, để bọn em có thể like nhiều mẫu hơn cho các chị nhá. Một chiếc váy vô cùng xinh xắn luôn ạ. Chiếc váy von 2, chất liệu von 2 lớp luôn ạ. Mặc lên thì cực kỳ sang chảnh nhá. Nếu như mà các chị sợ là phần cánh tay của các chị to ấy ạ, chị nào mà có phần bắp tay to ấy, thì hãy mặc thêm một chiếc áo ren nhá. Và áo ren nhà em thì nếu khi các chị mua kèm cùng với chiếc váy này thì áo ren chỉ còn có giá là 100.000 thôi ạ. Một chiếc áo vô cùng xinh xắn, màu đen này các chị nhá. Mặc lên thì cực kỳ thoải mái luôn đấy ạ. Chiếc váy dáng suông đấy ạ. Mặc cực kỳ thoải mái luôn. Đằng sau thì có khóa nhá các chị nhá. Các chị nào mà có bụng đấy ạ thì cứ yên tâm, chiếc váy nhà em mà được thiết kế theo dáng suông đấy ạ. Thế nên là không hề sợ lộ bụng một tí nào luôn nhá. Mặc lên cực kỳ xinh. Các chị nào gầy thì cũng rất là yên tâm nhá, sẽ không lộ là mình người mình gầy mà. Còn chị nào béo thì không sợ bị lộ bụng được ạ. Một chiếc váy vô cùng xinh xắn. Và chiếc váy em đang mặc chỉ có giá là 550.000 thôi các chị nhá. Giá gốc của chiếc váy này là 780.000 nhưng bên em đang sale đây ạ. Có cái giá cực kỳ là ưu đãi. Nếu mà chị nào thích thì hãy nhanh tay zing cho mình cho chị nhá. Cái này 60kg có vừa không? Chị Nguyễn Lan ơi. Chị Nguyễn Lan ơi nhá. Chị mặc chiếc váy này thì mặc size XL giúp em nhá. Chị yên tâm là 60kg mặc lên cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ sang chảnh luôn đấy ạ. Xinh lắm đấy ạ. Chị Nguyễn Lan nhá, nếu mà chị muốn đặt chiếc áo này size XL này thì có thể để lại theo cú pháp là size này kèm số điện thoại này để bên em có thể gọi điện và chốt đơn hàng cho chị nhá. Các chị ơi nhanh tay lên, nhanh tay lên. Chỉ có hôm nay thôi ạ, bọn em có sale chiếc váy này 780.000 và hiện tại là chỉ còn có giá là 550.000 thôi ạ. Chị nào ưng mẫu váy này của em thì hãy đặt nhanh tay cho mình một chiếc đi nhá. Một chiếc váy chất liệu von hai lớp cực kỳ xinh luôn ạ. Bên trên có tà cực kỳ điệu. Mặc lên cực kỳ là sang chảnh ạ. Xinh lắm các chị nhá. Đây ạ, ở đằng sau thì có khóa các chị nhá. Nếu như mà chị nào sợ lộ bắp tay thì có thể zing thêm cho mình một chiếc áo ren các chị nhá. Bên em vẫn bán áo ren các chị nhá. Khi mà các chị mua kèm với chiếc váy này thì chiếc áo ren của các chị mua chỉ còn có giá là 100.000 thôi ạ. Và nếu như không còn chị nào gì có câu hỏi về mã sản phẩm số 06 của em thì em xin phép được đi chuyển mẫu ạ. Chị nào mà có muốn tư vấn và muốn đặt hàng thì cứ để lại số điện thoại giúp em nhá. Em xin phép được đi chuyển mẫu ạ. Với những mẫu váy ạ. Nãy giờ thì mặc rất là nhiều đồ mùa hè rồi thì bây giờ em sẽ lựa chọn ngay một mẫu váy ạ. Mặc trong mùa đông năm nay các chị yêu nhá. Hiện tại đang ở đầu mùa. Có nghĩa là bây giờ cũng chưa là đầu mùa nhưng mà cũng sắp đến mùa đông rồi thì nhà em cũng đang có những chương trình ưu đãi những mẫu váy này đang được xả ấy, với số lượng rất là nhiều với giá cả phải chăng, nên là chị yêu nào mà ưng mẫu váy cũng như là mẫu áo ạ thì các chị hãy nhanh tay lựa chọn nhá. Đây ạ. Đối với mẫu em đang mặc đây là mẫu số 07 ạ. Hiện tại mẫu váy này là mẫu váy body cực kỳ xinh luôn các chị nhá. Cực kỳ xinh luôn. Chị yêu nào mặc mẫu này thì nhìn rất là sang chảnh này. Em sẽ quay một vòng trước cho các chị yêu xem dáng váy cũng như là kiểu váy trước nha, độ dài này. Đây ạ. Cực kỳ xinh luôn ạ. Đẹp quá, em cảm ơn chị Ai Hứa nhá. Các chị kéo lượt tương tác lên giúp em với nhá. Đây ạ. Đây là mẫu sản phẩm số 07. Chị yêu nào đã thích mẫu sản phẩm này rồi thì em sẽ bắt đầu giới thiệu luôn nhá. Mẫu này thì mấy hôm nay em vẫn like nhưng mà em sẽ like lại cho các chị yêu nào mà buổi trưa không xem được thì các chị có thể xem ngay vào buổi tối ngày hôm nay nhá. Mẫu sản phẩm số 07 em đang mặc ạ. Hiện tại mẫu 07 em đang mặc có giá là 550.000 nhá.
780.000 giảm giá còn 550.000 ạ. Chị yêu nào mà không tin thì các chị hãy đặt hàng. Thì giá nhà em vẫn còn trên tang mát này các chị yêu nhá. Vẫn còn ghi trên đây ạ, nên là chị yêu nào mà mua thì các chị yêu hãy yên tâm nhá. Giá là 780.000 ạ, giảm giá chỉ còn là 550.000. Đối với mẫu này là mẫu số 07 nhá. Đây ạ. Mẫu số 07 đây ạ. Với chất vải là chất vải dạ các chị yêu nhá. Dạ rất là mềm mịn luôn này. Các chị biết đấy ạ, bình thường các chị yêu mua những cái bộ đồ đông ấy ạ, thì nó sẽ có giá rơi vào tầm khoảng hơn 400.000 đến 300.000 đến 400.000 một chiếc váy dạ ở ngoài chợ ạ. Nhưng mà chất vải thì không bao giờ được như ý muốn đâu các chị yêu nhá. Chất vải dạ đấy thì sẽ rất là nhanh xù này, các chị yêu chỉ mặc đến 1 đến 2 lần thì cái lông của nó sẽ bị xù hết lông lên ấy ạ. Nên là các chị mặc những cái mẫu chất vải đấy sẽ không ưng ý mình muốn đâu. Mà chất vải của nhà em thì các chị nhìn là biết này. Các chị có thể nhìn rõ không ạ? Sờ rất là mềm mịn luôn này. Chị yêu nào mà lấy mẫu váy này thì yên tâm nhá. Giá là 550.000 đối với mẫu 07 ạ. 550.000 với mẫu 07. Chị yêu nào mà lấy mẫu này các chị hãy nhanh tay lựa chọn nhá. Đây ạ. Mẫu giả này thì có độ co giãn nhẹ một chút này, nên là em đứng lên ngồi xuống đều rất là thoải mái các chị ạ. Mẫu này là mẫu body nhá. Chị yêu nào bụng to thì vẫn mặc được ok này. Có rất là nhiều chị thắc mắc đó là tại sao mà các chị yêu mà có phần bụng to thì vẫn nên mặc những cái mẫu váy bó ạ. Tại vì là những cái mẫu váy bó này đều là những cái mẫu váy đã có những thiết kế đó là chiết ly hai bên này, chiết ly trên eo này, mặc sẽ rất là xinh nhá. Đồng thời thì cái chất liệu vải của nó thì cũng khá là cứng cáp vậy, nên là mặc sẽ không bao giờ sợ bị ngấn bụng đâu các chị yêu nhá. Nên là mặc sẽ rất là xinh. Bình thường thì những chị yêu nào mà có chiều cao cũng như là cân nặng lớn thì rất là ngại mặc những mẫu váy body, nhưng các chị yêu hãy lựa chọn một lần đi ạ. Mặc nhìn sẽ rất là thon gọn người luôn đấy ạ. Nếu mà những chị yêu nào mà có phần người to mà mặc những cái mẫu váy mà rộng rãi không thoải mái quá ấy, thì nhìn mình sẽ người mình sẽ to hơn đấy các chị. Nên là các chị nên lựa chọn những mẫu váy body mà có chất liệu cứng cáp một chút thì mặc sẽ rất là ok nhá. Em xin chào chị Ái Hứa nhá, cho chị mẫu 07 size L ok chị yêu nhá. Mẫu 07 em đang mặc là màu ghi đá nhá. Màu ghi đá có họa tiết in này là in chìm các chị yêu nhá. Họa tiết này là họa tiết in chìm này, thiết kế cổ tròn này. Dáng áo là dáng áo, dáng váy là dáng váy sắt nách nhá. Đối với dáng váy sắt nách này là dáng váy nửa tay hến ạ. Gần giống như nửa tay hến nên rất là xinh luôn, vẫn che phần vai của chị ạ. Các chị có nhìn thấy không ạ? Hiện tại nó mặc size S này. Đây, phần vai nó vẫn che đi nhá. Vẫn phần che phần vai của các chị này. Rất là xinh luôn. Mẫu váy này nhà em có giá là 550.000 ạ. Độ dài là độ dài đến gối nhá. Độ dài đến gối giá 550.000 rất là xinh luôn. Chị yêu nào đặt mẫu váy này hãy đặt theo cú pháp rơi là mẫu váy số 07 ạ. Kèm số điện thoại và kèm số size. Chất vải thì cực kỳ ok. Chị yêu nào mà ưng các chị hãy nhanh tay lựa chọn nha. Đây ạ. Đối với những chị nào mà có những cái thắc mắc về cái vấn đề là cái váy sát nách này thì làm sao để có những sản phẩm nào để kết hợp cùng để che được phần bắp tay hoặc phần vai của mình đối với mùa đông, thì các chị hay lựa chọn những mẫu áo ren đúng không ạ? Thì bên em có bán áo ren cho các chị nhá. Nhưng mà hiện tại vì là mẫu áo ren nhà em cực kỳ đẹp ạ, chất vải cũng như là kiểu dáng rất là đẹp, giá cả phải chăng ạ, nên là nhà em hiện tại đã hết áo ren rồi. Nên là nhà em sẽ 3 ngày nữa thì em sẽ có hàng nhá. Chị yêu nào mà chị yêu nào đặt hàng áo ren thì các chị cứ đặt hàng giúp em theo cú pháp, đó là màu áo ren kèm số điện thoại và kèm website nhá. Màu áo ren nhà em có tay dài ạ, tay lỡ và tay cổng đều đã hết hàng rồi các chị yêu nhá, vì là áo ren rất là cháy hàng luôn. Bây giờ em tìm toàn cửa hàng nhưng mà không có màu áo ren nào. Các chị mà đặt áo ren thì các chị cứ đặt ngay tại đây đi. Thì lúc nào nhà em có áo ren về thì nhà em sẽ gửi ngay cho các chị nhá. Nếu mà chị yêu nào mua lẻ áo ren thì sẽ có giá là 130.000 trên một mẫu áo ren ạ. Dài tay, cộc tay hoặc là tay lỡ các chị yêu nhá. Còn mẫu váy em đang mặc có giá 550.000. Chị yêu nào mà mua kèm cùng với mẫu váy em đang mặc thì chỉ có giá là 650.000 cả set nhá. Một chiếc váy, một chiếc áo ren ạ. Chưa bằng một chiếc váy mùa hè của bên em các chị nhá. Chị nhận được 3 áo rồi nhé, đẹp lắm, em cảm ơn chị Hồng Nguyễn nhá. Nếu mà đẹp thì chị có thể giới thiệu bạn bè của mình vào lựa chọn cùng shop của em các chị yêu nhá. Mua hàng bên em thì cứ yên tâm đi, không bao giờ sợ bị cái kiểu dáng cũng như là chất liệu để làm phật ý đâu nhá, rất là đẹp luôn. Em xin chào chị Thư Hoàng nhé, cho chị xem áo ren cổ tay. Chị ơi, nhà em bây giờ cả cửa hàng không còn một cái áo ren nào để gửi cho các chị luôn ạ. Nên là chị nào mà thích áo ren thì cứ để lại giúp em theo cú pháp là màu áo ren kèm số điện thoại và kèm theo size nhá. Áo ren nhà em là áo ren màu đen ạ, có kiểu dáng tay dài, tay lửng và tay cộc ạ. Chị nào mà thích mẫu váy nào cũng như là màu áo ren nào thì các chị hãy đặt hàng giúp em nhá. Mẫu em đang mặc là mẫu váy số 07 ạ, màu ghi này các chị nhá.
chuẩn luôn. Cảm ơn chị nha. Mẫu em đang mặc là màu ghi nhá, cùng kiểu dáng, cùng chất liệu và cùng phong dáng ạ. Thì hiện tại em đang còn hai màu nữa, chị yêu nào mà thích màu nào thì các chị hãy nhanh tay lựa chọn nhá. Hôm trước đã mặc màu ghi đà màu rêu rồi, thì bây giờ em sẽ giơ màu rêu lên cho các chị xem nhá. Đây ạ. Mẫu này là mẫu 7.1 các chị nhá. Mẫu váy này là mẫu váy 7.1 màu rêu ạ. Kiểu dáng, chất liệu cũng như là form dáng lên như em đang mặc nhá, 7.1 ạ. 550.000 đủ size SML nhá. SML 550.000 ạ. 550.000 7.1 ạ. Mẫu này là mẫu màu nâu quá chị yêu nhá. Vậy chị đặt hàng hai áo tay cộc một da một đen số điện thoại. Ok chị Thư Hoàng nhá. Ghi đơn lại bảo ghi đơn là áo ven. Ok chị Thư Hoàng nhá hả? Cứ ghi đơn vào. Chị Thu Hoàng ơi, áo ren thì em đợt này chỉ về màu đen thôi chị Thu Hoàng nhá. À, em vẫn sẽ ghi đơn cho chị này. Hôm sau nhà em có hàng về thì em sẽ gọi điện cho chị nhá. Chị lấy mấy chiếc thì chị có thể chốt nhá chị Thu Hoàng nhá. Shop đã gửi hàng cho em chưa chị Nguyễn Hạnh? Chị ơi, nhà em bây giờ không nợ một đơn nào của các chị đâu nhá. Nếu mà các chị có lưu ý giúp em đó là các chị mà bảo là nhà em dùn điện thì nhà em sẽ để lại đơn cho các chị, còn không thì em gửi hết rồi nhá. Hiện tại nhà em không bao giờ nợ đơn cho các chị nữa, tại vì là nhân viên nhà em bây giờ làm việc rất là cực lực đấy. Nên là chị yêu nào đặt hàng thì sẽ được nhận hàng sớm rồi ạ các chị nhá. Ok chị nhé. Đây nhá, đây là mẫu 7.1 nhá. 7.1 mẫu này là mẫu màu rêu ạ. Mẫu này là mẫu màu rêu nhá, cực kỳ xinh luôn này. Các chị có thể nhìn thấy rõ không ạ? Chất dạ này rất là mịn luôn, không có một tí lông xù nào hết nhá. Giá 550.000 các chị yêu nhá. 7.1 ạ. Mẫu này là mẫu 7.2 là màu nâu nhá. Không 7.2 màu nâu rất đủ size các chị này. SML này giá 550.000 này. Chị Nguyễn Hạnh. Chị ơi, hàng của chị gửi về vì em gửi nhầm ấy thì hiện tại là em chưa nhận được hàng nhá. Khi nào mà em nhận được hàng thì chắc chắn sẽ có nhân viên gọi điện lại cho chị yêu để tham khảo ý kiến của chị là lựa chọn sản phẩm nào chị Nguyễn Hạnh nhá. Cô bảo chị cho xin cái mã phần bill xong rồi bên em nhờ luyện kiểm tra hàng chị đang ở đâu. À, chị Nguyễn Hạnh ơi, nếu mà chị vẫn còn theo dõi livestream thì hãy để lại giúp em mã vận bưu nhá. Để em có thể nhờ bưu điện kiểm tra xem là hàng của chị đang ở đâu nhé chị Nguyễn Hạnh nhá. Nhà em sẽ cố gắng làm sao để tìm được hàng của em đã gửi cho các chị nha, nên là chị yên tâm nhá. Mẫu này là mẫu sản phẩm số 07 ạ, hiện tại có giá là 550.000 này. Chị yêu nào mà lấy mẫu này thì các chị hãy nhanh tay lựa chọn nhá. Còn không có chị yêu nào chốt nữa thì em sẽ chuyển sang Zile cho các chị nhá. Rất là nhiều chị yêu theo dõi này. Em sẽ la luôn đi lên các chị xem này, nếu mà các chị ưng thì các chị chốt giúp em nhá. Em xin chào 41 chị yêu đang xem livestream nhà em nhá. Nếu như mà chị nào còn có đặt câu hỏi về các mẫu sản phẩm trước ạ thì cứ để lại số điện thoại và mã sản phẩm nhé, để bên em có thể gọi điện và tư vấn cho các chị nhé. Và em xin giới thiệu một sản phẩm tiếp theo của bên em là một chiếc váy ạ. Chiếc váy có chiều dài là qua đầu gối nhá các chị nhá. Chất liệu là von cát, mặc cực kỳ là thoải mái luôn. Sản phẩm mã số 08 này, chiếc váy cực kỳ xinh luôn đấy ạ. Các chị có thể mặc đi biển này, mặc đi chơi này. Cực kỳ xinh nhá. Và chiếc váy của em có giá cực kỳ là ưu đãi luôn đấy ạ. Chiếc giá gốc của nó là 996.000 một chiếc váy này nhá. Nhưng bên em đang sale 30% nên là nó chỉ còn có 700.000 thôi ạ. Nếu như chị nào mà ưng chiếc váy này thì hãy để lại mã số sản phẩm là 08 kèm size và kèm số điện thoại giúp em nhá. Và chiếc váy này của em thì chỉ còn duy nhất có 2 chiếc size M thôi ạ. Nếu như là chị nào mà ưng thì hãy để lại mã số 08 giúp em luôn nhá. Một chiếc váy cực kỳ xinh nhá.
Ở phần eo này ạ thì có một cái đai và có một cái lơ ở đây nhá, sẽ tạo được cái độ dáng là eo của mình cực kỳ thon luôn đấy ạ. Và bên dưới là có hai lớp các chị nhá, ở giữa các lớp, ở giữa chiếc váy này thì có như kiểu là xếp theo cái xòe theo đai đấy ạ, cực kỳ xinh luôn. Các chị mặc đi biển này, mặc đi chơi này cực kỳ là sang chảnh các chị nhá. Một chiếc váy xòe hoa cực kỳ xinh luôn đấy ạ. Với họa tiết là hoa vàng đen trắng này thì trên một cái nền xanh rêu này nhá. Các chị yên tâm là mặc chiếc váy này lên thì cực kỳ là tôn da các chị nhá. Chị nào mà ưng mẫu váy này của em thì hãy nhanh tay đặt mã số 08 giúp em nhá. Một chiếc váy có giá cực kỳ là ưu đãi luôn đấy ạ. Giá gốc của nó là 996.000 và bên em đang sale 30%. Chiếc váy này chỉ có giá là 700.000 thôi ạ. Các chị yêu của em ơi nhá, lượng tương tác thì hiện tại là đang tụt xuống đấy ạ. Nếu như là các chị nào mà đang xem livestream nhà em thì hãy chia sẻ trên trang cá nhân của mình giúp em nhá. Lượng tương tác đang bị tụt xuống, các chị hãy chia sẻ giúp em nhá. Các chị hãy chia sẻ giúp em ạ, để bên em có thể giới thiệu hơn nhiều sản phẩm cho các chị nhá. Sản phẩm số 08 của em đây ạ. Một chiếc váy em cao nên là mặc qua đầu gối ạ. Một chiếc váy xòe cực kỳ xinh luôn. Đằng sau thì có khóa các chị nhá. Đây em có thể quay đằng sau cho các chị xem nhá. Cực kỳ xinh luôn đấy ạ. Em chỉ còn duy nhất hai chiếc váy này thôi ạ. Chỉ còn duy nhất hai chiếc váy này size M các chị nhá. Nên là chị nào mặc vừa size M thì có thể zin ngay cho mình một chiếc về váy nhá. Một chiếc váy cực kỳ xinh luôn đấy ạ. Ở phần giữa thì có đai đeo đây ạ. Có cái lơ ở đây cực kỳ là xinh nhá. Nên là chị nào mà có phần eo to thì cứ yên tâm nhá. Bên dưới thì là có dáng độ xòe, nên là các chị mặc đi biển này, đi chơi này rất là thích hợp luôn đấy ạ. Một chiếc váy cực kỳ là sang chảnh. Chị Nguyễn Quyên, bao nhiêu tiền em ơi? Chị ơi, giá gốc của chiếc váy này của nhà em là có giá là 996.000 ạ. Và bên em đang sale 30% nên là giá của chiếc váy chỉ còn có 700.000 thôi các chị nhá. Nếu chị Nguyễn Quyên ưng chiếc váy này thì hãy zin ngay cho mình một chiếc đi ạ. Chị hãy để lại mã sản phẩm là 08 kèm size kèm số điện thoại giúp em nhá. Và chiếc váy này em chỉ còn duy nhất hai chiếc size M thôi ạ. Còn duy nhất hai chiếc size M các chị nhá. Nếu chị nào ưng mẫu sản phẩm này thì hãy xin ngay đi ạ. Nếu không thì em không còn hàng với chiếc váy này đâu các chị nhá. Chỉ còn duy nhất hai chiếc size M thôi đấy ạ. Chiếc váy chất liệu von cát ạ. Và hai lớp luôn đấy ạ. Các chị cứ yên tâm mặc cực kỳ là thích. Đằng sau cũng rất là xinh luôn đấy ạ. Các chị có thể mặc đi biển này, mặc đi chơi này cực kỳ là thoải mái luôn nhá. Rất là đẹp, rất là điệu luôn đấy ạ. Và do là em hơi gầy nên là phần eo của em nó hơi rộng một chút ạ. Và em còn duy nhất là hai chiếc size M thôi các chị nhá. Chị làm mà ưng chiếc váy này thì hãy xin ngay cho mình một chiếc váy này nhá. Giá gốc của nó là 996.000 ạ. Và hôm nay nhà em sale còn 30% nhá. Còn giá là 700.000 ạ. Chị nào ưng thì hãy xin ngay cho mình đi nhá. Một chiếc váy flex rất cực kỳ là xinh luôn. Mặc lên cực kỳ là sang chảnh và điệu nhá các chị nhá. Và cái màu này thì cực kỳ là tôn da nhá. Chất liệu thì mặc rất là thoải mái ạ. Các chị cứ yên tâm về các sản phẩm bên em nhá. Chị nào mặc sản phẩm bên em rồi thì biết ạ. Tiền nào của lấy cho các chị nhá. Chiếc váy cực kỳ xinh nhá. Một chiếc váy xòe đấy ạ. Và độ dài của nó là qua đầu gối các chị nhá. Còn duy nhất hai chiếc size M thôi ạ. Chị nào ưng hay chiếc váy này thì hãy zin ngay cho mình đi nhá. Mặc lên thì cực kỳ là thoải mái và điệu luôn đấy ạ. Chị yêu đang xem, các chị ơi, các chị yêu mà đang xem hàng sản phẩm bên em thì hãy đặt ngay cho mình một chiếc váy các chị nhá.
Chiếc váy của em cực kỳ xinh luôn nhá. Giá gốc của nó là 996.000 đấy ạ. Và chỉ có hôm nay có giá ưu đãi như vậy thôi các chị nhá. Giá cực kỳ là ưu đãi luôn đấy ạ. Còn có 700.000 một chiếc váy cực kỳ là xinh. Chất liệu mặc thì rất là thoải mái các chị nhá. Ở giữa này thì có phần đai nhá các chị nhá. Em phải đứng gần cho các chị xem phần đai của em này. Đây ạ. Rất là xinh luôn. Đằng sau thì có khóa đấy ạ. Khóa thì không lộ một tí nào các chị nhá. Phần khóa đằng sau không lộ một tí nào luôn. Các chị yêu nào mà ưng mẫu số sản phẩm 08 này của em thì đặt ngay sản phẩm 08 kèm size kèm số điện thoại nhá. Em chỉ có duy nhất 2 chiếc size M thôi ạ. Chị yêu nào mà vừa vào xem livestream nhà em mà chưa đặt hàng được thì các chị có thể xem lại sau và có thể inbox cho em nhé. Và nếu như không còn chị nào mà có câu hỏi gì với sản phẩm số 08 của em thì em xin phép được đi chuyển mẫu ạ. Nếu các chị có câu hỏi gì thì cứ để lại comment để mà em có thể tư vấn cho các chị nhé. Và em xin phép được đi chuyển mẫu các chị nhé. Em xin chào các chị nha. Quay lại các chị với lại màu áo sơ mi trắng rất là xinh này. Chị nào thích sơ mi trắng thì các chị có thể ở tại đây lựa chọn những màu áo sơ mi trắng cũng là sơ mi màu nhá. Vâng ạ. Màu áo số 09 của em đang mặc nhá. Màu áo sơ mi trắng trơn này. Hiện tại em nghĩ là giờ này thì có rất là nhiều chị yêu đang có những suy nghĩ là có nên mua chiếc áo sơ mi này không. Thì em sẽ khuyên các chị một điều rằng đó là các chị hãy nhanh tay lựa chọn đi. Vì màu áo sơ mi này là màu áo sơ mi trắng trơn ạ. Rất là dễ mặc luôn. Mẫu sơ mi có giá là 350.000 miễn ship và chuyển phát nhanh các chị đối với mẫu sơ mi số 09 ạ. Chị yêu nào mà lấy các chị yêu hãy nhanh tay lựa chọn nhá. Đây ạ. Các chị biết vì sao là bây giờ mình nên lựa chọn cái màu áo sơ mi đấy không ạ? Vì là bây giờ cũng đã sắp là tháng 9 rồi. Chỉ 1-2 tuần nữa là tháng 9 thôi thì sẽ có những cái buổi như là buổi khai giảng, buổi họp đầu năm học hoặc là những cái buổi hội nghị thì các chị cứ yên tâm đi nhá. Những cái màu áo trắng này thì rất là dễ mặc, dễ cân, kết hợp đồ. Thì các chị hãy nên lựa chọn cho mình một chiếc ở trong tủ để có những dịp đặc biệt thì mình có thể mặc nhá. Màu áo sơ mi trắng này với chất liệu là chất liệu lụa giấy ạ. Mặc sẽ không bao giờ sợ bị nhăn nhá. Không bao giờ sợ bị nhăn luôn, chất vải mát mẻ, thấm hút mồ hôi này. Dễ kết hợp đồ này, sơ mi trắng trơn nhá. Sơ mi cổ đức trắng trơn, hàng cúc 7 cúc dày dặn này. Bình thường các chị yêu mua ở ngoài chợ thì cái hàng cúc thì không bao giờ được 7 cúc đâu, chỉ đến 5 đến 6 cúc thôi. Thì cái khoảng cách giữa các cúc thì nó rất là rộng này. Nên là các chị mà chị yêu nào mà có phần ngực to thì sẽ rất là dễ bị bai ngực nhá. Mẫu này là mẫu sơ mi số 09 ạ. Thiết kế là thiết kế sơ mi cổ đức dáng tay lỡ gấp gấu, cực kỳ trẻ trung năng động. Đồng thời thì rất là thuận tiện khi mình làm việc nhá. Bình thường các chị em nên thích lựa chọn những mẫu sơ mi tay dài rồi sắn lên nó thành tay lửng như em đúng không ạ? Nhưng mà đối với những mẫu sơ mi đấy thì nó sẽ có một ưu nhược điểm khác nhau, đó là các chị yêu mà sắn tay lên trong lúc làm việc ấy ạ. Trong lúc làm việc thì nó sẽ rất là dễ bị tuột tay áo ra này. Thượng thì rất là dễ bị tuột tay áo. Thì bên nhà em đã nghiên cứu đó là làm sao để các chị yêu có thể dễ dàng làm việc nhất. Thì màu áo này là màu áo sơ mi số 09 ạ. Màu áo dành cho những chị yêu nào mà có công việc đó là giảng dạy ạ. Rất là nóng đúng không? Các chị yêu nói nhiều thì rất là nóng này. Nên lựa chọn những màu áo sơ mi trắng này thì mặc sẽ rất là thoải mái, thấm hút mồ hôi này. Đồng thời thì có cái phần tay của nó là tay gấp gấu nhá. Rất là đẹp luôn này. Chị mua 2 chiếc áo trắng rồi. Em à, giáo viên bọn chị mặc đẹp lắm. Em cảm ơn chị yêu nhá. Giáo viên thì luôn luôn cần có những chiếc áo sơ mi trắng hoặc là những cái màu áo trắng trơn như em đang mặc này thì nó sẽ rất là phù hợp với lại công việc như là độ tuổi của các chị đúng không? Nên là các chị nếu mà chị yêu nào mà chưa mua những màu áo sơ mi trắng này thì nên nhanh chóng lựa chọn một chiếc đi nhá. Màu áo sơ mi trắng này hiện tại em còn size S ạ. Size S, size M, size L và size L ạ. Giá là 350.000 miễn ship và chuyển phát nhanh các chị ạ. Em đang kết hợp cùng với một mẫu chân váy dáng chữ A nhá. Mẫu chân váy dáng chữ A này, hai túi cực kỳ sâu, bản cạp 5 phân này. Bản cạp 5 phân, hai túi sâu này, dáng chữ A trên gối này. Rất là xinh. Mẫu chân váy này em còn size S và size XL nhá.
S và XL đối với mỗi chân váy số 09 nha. Chân váy này đang được giảm giá. Đang được giảm giá từ 450.000 xuống chỉ còn 315.000 thôi nhá. Chân váy giảm giá từ 450.000 xuống 315.000 à. Và mẫu áo này có giá là 350.000 miễn ship và chuyển phát nhanh. Chị yêu nào mua cả set này thì sẽ được vừa được miễn ship này, đồng thời thì vừa được mua hàng giảm giá nhá, rất là xinh luôn. Chị nào mà ưng mẫu này các chị yêu hãy nhanh tay lựa chọn, hoặc là các chị hãy nhanh tay comment giúp em theo cú pháp. Đó là mẫu sản phẩm số 09 ạ. Kèm số điện thoại và kèm theo size, hoặc là các chị mà thắc mắc về chiều cao cân nặng mình có vừa hay không thì các chị hãy comment ngay tại đây nhá. Em sẽ thử khoác ngoài một chiếc áo gilet nhá. Chị nào mà còn thắc mắc về là mùa đông thì mình mặc như thế nào, hoặc là chớm thu một chút thì các chị có thể kết hợp cùng một áo gilet đây nhá. Em sẽ dơ cho các chị xem trước cái kiểu dáng áo này cũng như là chất vải trước, rồi em sẽ mặc lên cho các chị xem nhá. Kiểu dáng cực kỳ xinh luôn. Đây ạ. Một áo gilet đây nhá. Thiết kế cổ này. Đây ạ, cổ vét nhá, rất là xinh này, cổ vét này. Áo này là áo gilet nhá. Chất vải trượt hàn rất là dày dặn luôn này, các chị có thể nhìn thấy không ạ? Rất là dày dặn luôn, chất vải trượt hàn này. Đây ạ. Hai khuy này. Bên ngoài có hai khuy kim loại cực kỳ sáng nhá. Đây ạ. Bên trong có khúc bấm này. Bên trong có một lớp vải gió nhá. Một lớp vải gió này. 19 chị, các chị ơi hãy chia sẻ giúp em đi, sau lượt tương tác xuống phát thẻ các chị. Các chị của em đi đâu hết rồi à? Các chị hãy chia sẻ giúp em đi nhá. Các chị hãy chia sẻ bài viết giúp em đi ạ. Đây em sẽ khoác ngoài các chị xem nhá. Chị nào mà ưng thì các chị có thể chốt ngay giúp em với ạ. Đây ạ. Đây các chị nhá. Rất là xinh luôn này. Đây. Mẫu này là bộ áo gilet nhá các chị nhá. Áo gilet nhà em có 3 màu là màu đỏ, màu vàng bò và màu đen nhá. Cực kỳ xinh luôn. Chị nào mà thắc mắc thì các chị có thể tham khảo em đang mặc mẫu các chị yêu nhá. Rất là đẹp luôn. Em đang mặc bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng này, bên ngoài là một chiếc áo gilet này. Rất là phù hợp trong mùa đông năm nay các chị. Mùa thu đông ấy rất là dễ mặc này. Đồng thời thì nhìn sẽ rất là trẻ trung năng động các chị nhá. Mua áo gilet nhà em có giá là 880.000, có đủ size các chị từ S đến L nhá. SML ạ. Giá 880.000, chất vải trượt hàn hai cúc rất là đẹp luôn ạ. Cậu ơi chân máy đây ở trên dây có luôn. Không ghi ạ. Đây nhá. Mọi áo này thì mình có thể gài cúc như em đang gài này. Đây ạ. Mình có thể mặc được hai kiểu, một là thả buông, hai là gài cúc nha. Chị Liên Lê ơi, đối với mẫu em đang mặc là mẫu số 09 ạ. Mẫu 09 áo sơ mi trắng ở trong đây nhá. Sơ mi trắng ở trong có giá là 350.000 miễn ship ạ. Gilet bên ngoài có giá là 880.000 ạ. Phí ship toàn quốc là 30.000 ạ. Chân váy có giá là 315.000 nhá. Phí ship toàn quốc là phí ship một đơn hàng ạ. Sẽ có giá là 30.000, các chị mua một sản phẩm, hai sản phẩm hoặc ba sản phẩm đều có giá là 30.000 các chị nhá. Chị Liên Lê nhá. Áo gilet 880 ạ. Áo sơ mi trắng 350 ạ. Và chân váy 315 nha. Áo gilet này là áo gilet có hai túi này, hai túi chìm này, các chị có nhìn thấy không ạ? Đây nhá. Áo hai túi này, túi chìm này, khóa giọt lệ này. Đây ạ. Rất là sâu luôn, các chị có thể bỏ đồ vào điện thoại này. Phía sau nhá. Phía sau có chiếc hông này, bó sát vào này. Đồng thời thì có xẻ nhá. Có thiết kế xẻ sau này. Cho các chị đi lại dễ dàng cũng như là đứng lên ngồi xuống rất là đẹp nhá. Rất là dễ dàng đấy ạ. Mẫu này mặc cực kỳ sang chảnh luôn. Chị yêu nào mà thích mẫu số 09 này thì các chị yêu hãy nhanh tay đặt hàng giúp em theo cú pháp đó là mẫu 09 ạ. Kèm số điện thoại và kèm theo size nhá. Còn không có chị yêu nào chốt tiền qua mẫu các chị nhá. Chân váy 44109 1 con 5 4 4 50. Em
xin chào 20 năm chị yêu đang xem livestream nhà em nhé. Nếu như mà chị nào có câu hỏi về mẫu sản phẩm vừa nãy thì các chị cứ để lại câu hỏi giúp em nhé, để bên em có thể tư vấn cho các chị nhé. Và em xin giới thiệu về các sản phẩm mà em đang mặc trên người là mẫu sản phẩm số 010 các chị nhá. À, số 10 các chị nhá. Một chiếc áo cực kỳ là xinh xắn luôn. Yeah. Em kết hợp bên dưới là một chiếc chân váy bút chì có xẻ nhá. 2, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 4. Cực kỳ là xinh luôn đấy ạ. Và chiếc áo em đang mặc có giá là 415.000 nhá. Và bọn em đang xem 30% các chị nhá. Một chiếc áo cực kỳ là xinh luôn đấy ạ. Và chiếc áo này của em chỉ còn duy nhất là 2 chiếc thôi các chị nhá. Một chiếc size S em đang mặc và một chiếc size L thôi ạ. Nếu như chị nào mà ưng mẫu này của em thì hãy để lại theo cú pháp là 10 kèm size kèm số điện thoại giúp em nhá. Một chiếc áo cực kỳ xinh nhá, một chiếc áo tay lỡ nhá. Đây ạ, một chiếc áo tay lỡ cực kỳ xinh luôn đấy ạ. Và bên trên phía cổ là có hoa và hoa thêu và có đính đá các chị nhá. Em có thể đứng gần cho các chị xem đấy ạ. Hoa thêu và đính đá cực kỳ là xinh xắn luôn. Điệu lắm đấy ạ. Bên dưới em kết hợp là một chiếc chân váy bút chì. Trên chiếc chân váy bút chì này thì có thêu hoa và có đính đá các chị nhá. Và ở phần này có xẻ luôn đấy ạ. Mặc cực kỳ là đẹp luôn. Rất là sang chảnh luôn các chị nhá. Các chị đi lại cực kỳ là thoải mái nhá. Và sau đây em cao lên mặc chiếc váy này là trên đầu gối nhá các chị nhá. Nhìn này. Chị ơi, chiếc áo này của em có giá là áo cho như của em nhiều ạ. 29. Chiếc áo này của em có giá là 290 nhá. Chị Liên Liên hỏi áo hay là hỏi váy ạ chị? Nếu như mà chị hỏi áo thì áo của em còn 290.000 chị nhá. 290.000 chị xin ngay được một chiếc áo cực kỳ là xinh luôn. Rất là thanh lịch các chị nhá. Một chiếc váy cực kỳ là xinh luôn. Hai chỉ với 290.000 nhá. Các chị có thể xin ngay một chiếc áo vô cùng xinh xắn này các chị ơi. Và giá gốc của nó là 415.000 các chị nhá. Giá gốc của nó 415.000 ạ. Một chiếc áo chất liệu von ạ. Mặc lên thì cực kỳ là thoải mái. Các chị cứ yên tâm là cho vào máy giặt quay thoải mái, không bao giờ bị hỏng đâu ạ. Chị em đang xem. Các chị ơi, lượng tương tác đang tụt xuống rất là sâu đấy ạ. Các chị hãy chia sẻ trên trang cá nhân của em, trên trang cá nhân của mình giúp em nhá, để lượng tương tác có thể tăng lên cao nhá các chị nhá. Một mẫu áo tay lỡ rất cực kỳ là xinh luôn đấy ạ. Rất thích hợp mặc đi làm luôn. Áo tay lỡ. Chị nào ưng mẫu số 10 này của em thì đặt lại theo cú pháp 10 kèm size kèm số điện thoại giúp em nhá. Và chiếc áo này của em chỉ còn duy nhất 2 chiếc là một chiếc size S và một chiếc size L. Chị nào ưng mẫu nào thì hãy comment giúp em nhá. Còn bộ quần áo ở nhà em. Chị Vương Thanh ơi, nhà em còn các chị nhá. Rất còn rất nhiều bộ lanh đẹp luôn đấy ạ. Một chiếc váy chân váy bút chì cực kỳ là xinh, chiếc chân váy bút chì xẻ luôn ạ. Cực kỳ là xinh xắn. Trên chiếc chân váy thì có đính hoa đấy các chị nhá. Thêu hoa này, có đính đá này. Rất là xinh luôn. Bên trên em kết hợp với một chiếc áo cổ tròn cực kỳ là xinh xắn nhá. Đây là hoa rất là xinh luôn đấy các chị nhá. Hoa này thì không bao giờ bị giật chỉ, các chị yên tâm nhá. Hoa thêu tay đi ạ. Rất là xinh luôn. 19 chị yêu đang xem, các chị yêu ơi, hiệu lượng tương tác tụt xuống thấp quá, các chị có thể chia sẻ giúp em được không ạ? Các chị hãy chia sẻ trên trang cá nhân của mình này, trên nhóm hội này, để lượng tương tác của bên em có thể cao hơn này. Bọn em có thể giới thiệu nhiều mẫu sản phẩm hơn cho các chị nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và giá của chiếc chân váy này là 450.000 ạ. Chị yêu nào mà thích chiếc chân váy này thì hãy zin ngay cho mình một chiếc đi ạ. Bao giờ? Bộ lanh với em. Lanh chắc mai cho ạ, mai. Chị Vương Thanh ơi, mai nhà em lại giới thiệu các mẫu sản phẩm lanh nhà em nhé. Các bộ ngủ ở nhà lanh rất là đẹp luôn ạ. Nếu mà chị muốn zin cho mình một vài bộ lanh thì mai hãy chú ý thời gian và đôi xem livestream nhà em các chị nhé. Mẫu số 10 của em đây ạ. Áo này đẹp quá. Vương Quang ơi mua đi, dồn đơn với mình nhé. Chị Ái hứa. Dạ vâng ạ. Áo này cực kỳ là đẹp luôn đấy các chị nhá. Chị làm mà ưng thì hãy zin ngay cho mình một chiếc áo đi ạ. Chất liệu vuông, tay lỡ, trên cổ thì có đính hoa nhá. Cực kỳ là xinh luôn đấy ạ. Và em chỉ còn duy nhất hai chiếc thôi nhá. Một chiếc size S và một chiếc size L. Em thì hiện tại em đang mặc size S đấy ạ. Còn duy nhất hai chiếc thôi ạ. Chị làm ưng thì hãy zin ngay cho mình nhá. Và giá của nó là, giá gốc của nó là 415.000 và bọn em đang sale 30% nên chỉ còn có 290.000 thôi các chị yêu nhá. 290.000 đấy ạ. Một chiếc áo cực kỳ là xinh luôn. Một chiếc chân váy kết hợp với một chiếc chân váy bút chì có xẻ các chị nhá. Mặc cực kỳ là đẹp. Rất là xinh luôn đấy ạ. Và chiếc chân váy này thì có cả 3 phân các chị nhá, đằng sau khóa đằng sau này, nhìn rất là đẹp luôn. Chị nào mà ưng mẫu số 10 này của em thì đặt theo cú pháp nhá, 10 kèm size kèm số điện thoại giúp em nhá. Chiếc áo chỉ còn 290.000 nhá và chiếc váy có giá là 450.000 ạ. Một mẫu cực kỳ xinh luôn đấy ạ. Một chiếc áo tay nỡ nhá. Một chiếc áo cổ tròn trên cổ có hoa này, cực kỳ là xinh luôn nhá. Và chiếc chân váy của em thì còn có size S, M và L. Chị nào mặc vừa size nào thì để lại cân nặng chiều cao để bên em có thể tư vấn cho các chị nhá. Giá của chiếc váy này là 450.000 ạ. Một chiếc váy cực kỳ là xinh luôn. Các chị có thể mua làm đồng phục của trường nhá. Chiếc váy cực kỳ là xinh. Lượng tương tác xuống thấp quá các chị ơi. Các chị hãy chia sẻ giúp em trên trang cá nhân và trên nhóm hộ các chị nhá. Đây ạ, chiếc áo có phụ và rất là xinh luôn. Chiếc áo cổ tròn. Chất liệu này chị làm mặc chiếc áo nhà em rồi thì biết chất liệu áo của nhà em nhá. Chất liệu cực kỳ là mặc, cực kỳ là thích luôn đấy ạ. Các chị cứ yên tâm là cho vào máy giặt thoải mái luôn. Một chiếc chân váy rất là xinh, bên dưới có hoa này và bên đây có xẻ các chị nhá. Và nếu như không còn chị nào có câu hỏi gì về với sản phẩm mã số 10 của em thì em xin phép đi chuyển mẫu nhá. Các chị nào mà muốn mua mã sản phẩm số 10 của em thì cứ để lại câu hỏi nhá, bọn em có thể tư vấn cho các chị nhá. Em xin chào các chị nha, xin chào 23 chị yêu đang xem ạ. Mẫu em đang mặc là mẫu số 11 các chị nhá. Mẫu em đang mặc là mẫu số 11 ạ, các chị lưu ý giúp em nhá. Vì là mẫu này em còn mẫu một chiếc duy nhất thôi này. Chị yêu nào chốt thì hãy chốt nhanh giúp em nhá. Vì là mẫu này là mẫu cuối cùng em kết thúc buổi live hôm nay ạ. Chị yêu nào mà có ý định là để cuối buổi chốt luôn một thể thì các chị hãy nhanh tay chốt nhá. Em sẽ giới thiệu mẫu 11 luôn bây giờ ạ. Chị yêu nào ưng thì hãy chốt ngay giúp em nhá. Đối với mẫu 11 đang mặc ạ. Mẫu 11 em đang mặc đối với mẫu này ạ. Áo có giá là 315.000 ạ. Một chiếc duy nhất đó là một chiếc size M nhá. 315.000 một chiếc size M ạ. Và mẫu chân váy đang mặc ạ. Hiện tại mẫu chân váy này không còn nhiều size đâu nhá. Mẫu chân váy này nhà em còn S, M, XL nhá. S, M, XL 270.000 nhá. 270.000 ạ. Giá là 270.000 đối với mẫu chân váy 11 này em còn S, M và XL nhá. Chân váy này là chân váy bút chì nhá. Bản cặp này là bản cặp liền ạ. Bản cặp liền này có một raise ri băng nhá. Raise ri băng này rất là xinh, có một bông hoa này. Đây ạ. Phía sau đây ạ. Phía sau không xẻ nhá. Những chị yêu nào mà có vòng 3 sau khi sinh nó không được
căng cho lắm, không bị sệ ạ. Thì các chị có thể nên lựa chọn những mẫu chân váy bút chì thì mặc sẽ rất là nâng mông các chị nhá. Mẫu chân váy này là mẫu chân váy số 11 nhà em, còn size S ạ, size M và size L, giá là 369.000 ạ. Hôm nay giảm giá chỉ còn 270.000 đối với mẫu chân váy 11 nhá. Thiết kế xẻ trước đây ạ. Xẻ trước có đính hoa cực kỳ xinh. Mẫu chân váy này chị yêu nào lựa chọn thì hãy nhanh tay lựa chọn nhá. Với chất vải là chất vải tuýp si nhập khẩu ạ. Rất là dễ mặc luôn. Và mẫu áo sơ mi số 11 em còn một chiếc duy nhất, đó là một chiếc size M ạ. Giá là 315.000 ạ. Với nền là nền màu vàng nghệ nhá. Nền màu vàng nghệ phối hoa tím ạ, cực kỳ xinh. Chị nào mà chốt mẫu này thì các chị yêu hãy chốt giúp em theo cú pháp. Đó là mẫu số 11 ạ. Kèm số điện thoại và kèm theo size nhá. Đây ạ. Màu vàng nghệ rất là xinh luôn. Em đang mặc size M nên nó hơi rộng một chút này. Mẫu này là mẫu có chiếc li eo này. Mặc rất là xinh luôn. Không biết là trong 25 chị yêu của em đang xem ạ, các chị có thích mẫu sản phẩm này không ạ? Em xin chào chị Nguyễn Thị Phương Mai nhá. Chị yêu làm gì mà vào xem muộn thế ạ? Giờ như em kết thúc live rồi mà chị mới vào xem. Nếu mà chị yêu nào bây giờ mới vào xem thì các chị có thể đợi một lát nữa nhé. Em kết thúc live thì các chị có thể vào xem lại các chị yêu nhá. Ưng mẫu nào thì chụp ảnh màn hình lại inbox cho nhà em ạ. Lúc nào nhà em cũng có người trực máy để có thể là chốt đơn ngay cho các chị nhá. Nhưng mà tránh trường hợp là bị sót đơn cũng như là bị gửi nhầm sai thì các chị yêu hãy nhanh tay comment ngay tại livestream ạ. Nhà em thì luôn luôn ưu tiên những chị yêu nào mua trên livestream trước, còn ở tin nhắn thì tại vì nhà em có rất là nhiều người nhắn tin trong cùng một lúc ạ. Em chỉ sợ là tin nhắn của các chị bị trôi không nhìn thấy được ạ. Nên là các chị mà ưng thì các chị hãy chốt ngay giúp em nhá. Có áo màu không em? Chị Nguyễn Thủy ơi, mẫu áo em đang mặc đây ạ, rất là xinh này. Mẫu áo này em còn một chiếc thôi ạ. Áo 11 em còn một chiếc duy nhất, đó là một chiếc size M ạ. Giá là 315.000 ạ. Chị yêu nào mà lấy mẫu áo này thì các chị yêu hãy nhanh tay lựa chọn nhá. Áo 11 size M 315.000 ạ. Chị yêu nào comment nữa thì em sẽ xin kết thúc buổi live ngày hôm nay tại đây nhá. Chị yêu nào mà ưng mẫu này thì các chị hãy chốt giúp em. Còn không có chị yêu nào chốt nữa thì em sẽ xin kết thúc buổi live ngày hôm nay tại đây. Chúc các chị yêu một buổi tối thật là vui vẻ. Chúc các chị yêu một giấc ngủ thật là ngon để ngày mai có một năng lượng tràn đầy để làm việc các chị nhá.